chương 2240, trí tôn thiên đạo hạ. Trở lại, hắn phát động ba đạo quy tắc sát lục, không gian, thời gian trong cơ thể, tiếp tục xúc động long kiều. Ông ông ông, quả nhiên, cái này không xung đột hắc tháp, lại có từng cây long kiều sáng lên. Từ điểm đó liền có thể thấy được hắc tháp châu bò. Thời điểm nó phát huy, bách long bí cảnh coi nó và lăng hàn là một thể, mà khi lăng hàn thể hiện ra ba loại lực lượng quy tắc thì, hắc tháp có thể cùng lăng hàn rũ sạch quan hệ, bằng không lấy lang hàn nắm giữ lực lượng quy tắc lại há có thể so với hắc tháp. Hai người so sánh, đương nhiên là lấy người càng mạnh, không nhìn lực lượng quy tắc bản thân lang hàn. Nhưng hiện tại, Long Kiều vẫn còn tiếp tục phát sáng, không ngừng tăng nhanh. 9 đảo, 15 đảo, số lượng này đã sớm vượt qua 9 đảo, nhưng không có Long Kiều màu vàng mới phát sáng. Lang Hàn rõ ràng, điều này là bởi vì hắn vận dụng ba loại quy tắc, khả năng là tổ hợp như năm thêm 5 thêm năm tụ cửu quy nhất, vì lẽ đó một cây long kiều màu vàng cũng không có phát sáng. 16, 17, 18, khi long kiều phổ thông có 18 tòa cùng nhau phát sáng, hết thảy long kiều đều run lên, sau đó tất cả đều quy về tịch diệt. Không chỉ long kiều phổ thông ảm đạm, ngay cả bảy cây long kiều màu vàng cũng mất đi ánh sáng. Xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người không hiểu chút nào, cái này là tình huống thế nào? Lăng Hàn cũng hơi kinh ngạc, lẽ nào làm càn bị phát hiện, vì lẽ đó thành quả lúc trước bị tịch thu? đúng lúc này chín cây long kiều màu vàng cùng một chỗ phát quang trời ạ à, chín kim cầu cùng một chỗ phát quang mở tiên phong trước nay chưa từng có khó mà tin nổi khó mà tin nổi đây là tiết tấu muốn nghịch thiên a à. lẽ nào không ít người đột nhiên chấn kinh đến hai mắt đăm đăm nhìn về phía cây long kiều màu đen kia chí tôn thiên đạo long kiều chưa từng có bị người xúc động qua khả năng sao khả năng sao chín cây long kiều màu vàng lấp lóe một lúc lần thứ hai toàn bộ trở nên ảm đạm âm âm ầm, toàn bộ bí cảnh đều bùng nổ ra chấn động mạnh, từng hư ảnh thần long hiện lên ở trên bầu trời, người đuổi ta đuổi, quấn quanh, dáng lành từng mảnh từng mảnh, thật giống như có tồn tại gì không bình thường sắp xuất hiện ở trên đời. Thủy tượng phù sinh, đây là muốn, đây là muốn. Một màn kinh người chân chính muốn xuất hiện, mau nhìn, oanh, một luồng khí thế không cách nào hình dung phun trào, làm cho tất cả mọi người đều mắt tối sầm lại, đùng đùng đùng, toàn bộ ngã rầm trên mặt đất, chỉ ít 9 phần 10 người ngất đi, mà những người còn lại cực kỳ gian nan bỏ lên, nhưng chỉ có thể ngồi quỳ, chỉ cảm thấy hai chân run rẩy. Bọn họ thật giống như đang đối mặt chân long mạnh mẽ nhất trong thiên địa, đúng, tổ long, lại xưng nguyên long, thiên địa sơ khai liền sinh ra nhóm sinh linh đầu tiên, hơn nữa còn là nhân vật mạnh mẽ nhất trong đó. Ở trước mặt nhân vật như vậy, bọn họ chỉ có phần nằm dạp, nào có tư cách ngang hàng. Ở mong ánh mắt khiếp sợ, hưng phấn, chờ trong của những người này, long kiều màu đen chậm rãi phát sáng, Phảng phất như một thượng cổ cựu long đột nhiên sống lại, khí thế vô tận vang vọng, chấn động cửu u, bức cuốn cửu thiên. Chí tôn thiên đạo bị xúc động, vù một luồng khí thế hùng kỳ bá đạo cuốn qua, người hôn mê lúc trước đều dồn dập tỉnh lại. Bọn họ vĩnh viễn không quên được tình cảnh ngày hôm nay, một người trẻ tuổi thanh sam tiêu sái mà đi, leo lên long kiều màu đen, lưu cho bọn họ bóng lưng chỉ có thể ngước nhìn. Cho đến khi thân ảnh của Lăng Hàn biến mất ở trên long kiều màu đen khá lâu, mọi người mới rốt cuộc tỉnh hồn lại trời vừa nãy bọn họ nhìn thấy cái gì có người xúc động long kiều màu đen long kiều màu đen đại diện cho trí tôn thiên đạo lần này tương lai sẽ sinh ra cường giả siêu cấp thế nào bá chủ trong tiên vương tầng 9, đế tôn vô địch sao hắn đến cùng là ai tuyệt đối không phải người của phổ an thiên không biết a à, trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua mọi người ôm đầu kinh ngạc thốt lên coi như lần này bọn họ không hề đoạt được nhưng chỉ là ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy một màn này cũng đủ để cho bọn họ thổi cả đời. Tận mắt chứng kiến một vị đế tôn tương lai trong tiên vương tầng 9 sinh ra, kia là hết sức vinh quang. Còn có rất nhiều người không ngừng tiến vào, hứa huynh, người tới chế một bước, tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời. Lưu đại nhân, người rốt cuộc đến, vừa nãy ta thấy một màn để ta suốt đời khó quên. Bình bình, ta sẽ lấy người kia làm gương, trở thành đại hào kiệt được người trong thiên hạ kính ngưỡng. Người mới tới đương nhiên không tin, nhưng không chịu nổi tất cả mọi người chăm miệng một lời tuy cái này vẫn để cho bọn họ nửa tin nửa ngờ nhưng sẽ không một mực chắc chắn không thể một ngày hai ngày ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh rất nhiều người đã lên đường xuất phát chỉ có số ít mấy cái lắm lời mới còn ở trên vách núi gặp người đi vào sẽ nói khoác một hồi bọn họ nhìn thấy thật giống như bọn họ mới là lăng hàn vậy phu một bóng người tiến vào thanh thanh thản thản thật giống như chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn đây là một người trẻ tuổi áo trắng, trong tay nắm một bộ cung nhỏ, tựa như món đồ chơi. Nếu như Lăng Hàn ở đây, con người tất nhiên sẽ co rụt lại. Cái này không phải là người bình thường gì. Kỷ vô danh, hắn cũng tới Tây Tiên Vực. Kỷ vô danh chắp hai tay sau lưng, khóe miệng khẽ nở nụ cười, thầm nói. Năm đó chiến một trận, Long tộc hầu như chịu đến tai ương ngập đầu, chết hơn trăm con thiên long. Vì không để những thiên long này chết vô ích, tổ long mai táng tất cả long cốt ở nơi này, cùng thiên địa giao cảm. Bách Long chi lực quán thể, với ta mà nói cũng có hiệu quả không tệ, có thể gia tăng thể chất của ta. Dù sao, ta thôn về quá nhiều thể chất dị trùng, lâu dài động lại, sẽ gặp sự cố. Lực lượng Long tộc bá đạo nhất, Bách Long chi lực rèn thể, có thể giải quyết một hậu hoạn của ta. Mặt khác, trong Bách Long còn có tổ Long thứ tư tử Bồ Lao, cũng đạt đến tầng 9. Tuy con tiểu Long này thực lực có chút cặn bã, nhưng dù sao cũng là tồn tại tầng 9. Bách Long quy tắc đan dệt, sẽ nở rộ đại đạo chi hoa, cho ta cũng có một chút chỗ tốt. Ta liền thu lấy, Kỷ Vô Danh đứng lại, vươn tay phải ra, năm ngón tay khinh động. Chương 2241, Kỷ Vô Danh đến, Chí Tôn Thiên Đạo tái hiện. Cùng lúc đó, Trương Vân đến, hắn là đế giả của Đô Lao Thiên, có người nói có thể đứng vào trước năm. Có điều, Đô Lao Thiên cũng không thể so với Phổ An Thiên chúng ta, Trương Vân ở Đô Lao Thiên có thể đứng vào trước năm. Ở nơi này của chúng ta ngay cả 20 vị trí đầu cũng chưa chắc có thể chen vào. Bất kể nói thế nào, đế giả dù sao cũng là đế giả, không thể khinh nhục, không thể xem thường. Ở trong mọi người nghị luận sôi nổi, Trương Vân đứng dậy, bắt đầu xúc động Long Kiều. Một tòa, hai tòa, ba tòa, rất nhanh có 8 cây Long Kiều rực rỡ. Quả nhiên, Thiên Kiều xếp hạng thứ năm ở Đô Lao Thiên cũng cực kỳ mạnh mẽ. Xúc động 8 cây Long Kiều, khá kinh người rồi. Ở trong đế giả cũng có thể xếp hàng đầu. Đáng tiếc không có xúc động cây long kiều thứ 9, nếu không liền có thể leo lên long kiều màu vàng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trương Vân, tuy cái thành tích này đặt ở mấy ngày trước không đáng chú ý, nhưng những người chứng kiến qua kỳ tích kia đã leo lên long kiều, bởi vậy người nơi này nhìn thấy 8 cây long kiều phát sáng cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Trương Vân cũng rất tự đắc, tuy sau khi hắn đi vào liền nghe có người nói tổng cộng có 6 người bước lên long kiều màu vàng, càng có một người leo lên trí tôn thiên đạo, nhưng chuyện ma quỷ như vậy hắn tin sao? nhìn lịch sử trong thời đại võ đạo mạnh mẽ nhất cũng chỉ có bốn người đồng thời leo lên long kiều màu vàng hiện tại lại còn nói có sáu cái càng kỳ quái chính là còn có người leo lên trí tôn thiên đạo cái này không phải trợn mắt nói mò sao ai có thể tin tưởng đúng lúc này ong 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 mấy chục long kiều đồng thời phát sáng quá đồ sộ người nào xúc động long kiều hẳn là từng cái từng cái nhưng hiện tại mấy chục long kiều đồng thời phát sáng khiến người ta chỉ có tê cả ra đầu tình cảnh này Nhìn mà tất cả mọi người đều chố mắt, toàn trường yên lặng như tờ, châm rơi xuống cũng có thể nghe. 30, 40, 50, 60, tất cả mọi người ở đây chỉ có há hốc mồm, ngay cả Trương Vân cũng khóe miệng co giật, nhìn về phía người trẻ tuổi áo trắng ở bên cạnh hắn. 70, 80, 81, oanh, hết thảy long kiều đều tắt hào quang, ngay sau đó, chín cây long kiều màu vàng đồng thời phát sáng. Lần này, tất cả mọi người đương nhiên càng thêm chấn kinh chín cây long kiều màu vàng đồng thời phát sáng, chuyện này ý nghĩa là Chí tôn thiên đạo muốn mở ra, kỳ vô danh cười nhạt, năm ngón tay tùy ý công kích, có vẻ vô cùng dễ dàng. Ngay cả lăng hàn ở đây, cũng nói một tiếng phục với kỳ vô danh. Hắn là mượn dùng lực lượng của hắc tháp, dựa vào phương thức dối trá mới xúc động chín cây long kiều màu vàng, nhưng kỳ vô danh hoàn toàn là bằng năng lực bản thân. Đương nhiên, cũng có thể nói kỳ vô danh mới là người ăn gian lớn nhất, lấy thực lực tiên vương tầng 9 trùng tu kiếp này, các loại quy tắc không phải hạ bút thành văn sao. Chỉ một hồi, chín cây long kiều màu vàng tắt đi, long kiều màu đen phát quang, khí thế trí cao vô thượng lưu truyền, có thể trấn áp vạn cổ thiên thu. Tất cả mọi người lại nằm bò, ngay cả Trương Vân cũng không ngoại lệ. Đế giả thì đã làm sao, ở trước mặt khí thế cấp tiên vương chỉ có phần cúi đầu. Kỷ vô danh đứng chắp tay, không để khí thế như vậy ở trong mắt, thậm chí hơi mang theo vẻ khinh thường. Tuy đều là tiên vương tầng 9, nhưng mà xem có vương giả, đế giả phân chia, năm đó bổ lao ngay cả trăm chiêu của hắn cũng không nhất định tiếp được, hiện tại cho dù hắn chuyển thế trùng tu, cũng sẽ không ở trước mặt khí thế này phát lên kính nể gì. Chí tôn thiên đạo hiện, trương vân đố kỵ đến con mắt sám ngắt, tuy hắn cũng là đế giả, nhưng so với kỷ vô danh không biết chênh lệch bao xa. Một cái có thể xúc động chín cây long kiều màu vàng, một cái ngay cả một cây cũng không cách nào làm được, làm sao so sánh. Hắn nhìn chằm chằm kỷ vô danh, đột nhiên lộ ra hung quang. Người trẻ tuổi này chỉ là dương hồn cảnh, mà hắn là thiên hồn, tranh lệch giữa hai bên rất lớn, rất lớn. Tuy thiên phú của hắn không bằng, nhưng mọi người cùng là đế giả, lại kém ba cảnh giới nhỏ, lẽ nào hắn còn không địch đối phương. Giết, diệt trừ thiên tài để hắn chỉ có thể ngước nhìn này. Phốc, ý nghĩ này vẫn không có chuyển qua, chỉ thấy kỳ vô danh đã đấm ra một quyền, miễn cưỡng đập vào trong mặt của hắn. Làm sao đối phương dám ra tay, làm sao đối phương có thể đắc thủ làm sao mình lại không có nửa điểm phản ứng, thân thể Trương Vân ầm ầm ngã xuống, mang theo vô số nghi vấn chết đi. Đường đường đế giả, lại bị một người thấp hơn mình ba cảnh giới nhỏ thuấn sát, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, làm cho người không thể nào tiếp thu được. Kỷ vô danh không có để ở trong lòng, lúc trước hắn giết qua vô số tiên vương tầng 9, người nào không kinh diễm tuyệt thế hơn Trương Vân gấp trăm lần, cần lưu ý sao. Hắn nhanh chân mà đi, leo lên lòng kiều màu đen. Lăng Hàn đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra sau đó, hắn đi tới ở trên cây long kiều màu đen này. Trước còn có thể nhìn thấy hơn 2.000 cây long kiều khác, nhưng đi tới đi tới, long kiều khác chậm chậm biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại cây long kiều màu đen này trở nên càng ngày càng rộng. Cái này còn có thể xem như là một cây cầu sao, quả thực chính là một bình nguyên. Có điều, Lăng Hàn đã đi 3 ngày, trên long kiều vẫn một mảnh lành lạnh, chỉ có con đường màu đen, không nhìn thấy một chút màu khác. Con đường màu đen này là dùng long lân lát thành, bởi vậy đạp lên có một loại cảm giác lồi lõm. Coi như dùng quy tắc hộ thân cũng vô dụng, vẫn cực kỳ đâm chân, bởi vì đây là lực lượng quy tắc. Cũng còn tốt, chỉ là châm chân, không có châm tổn thương, nếu không liền phiền phức. Vù, phía trước đột nhiên có một cột khí từ trên cầu dựng lên, hóa thành một trường long màu xanh lục, gió núi vừa thổi, trôi nổi bồng bềnh, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Có điều thời điểm lăng hàn đi qua, lục long diễn hóa, từ hình rồng biến thành một người, bận lục y, chính là một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng. Cái này tính là gì? Lăng Hàn vẫn không có suy nghĩ xong, liền thấy thiếu niên này công kích về phía hắn, đấm ra một quyền, ong ong ong, một cái lại một cái phù hiệu phát sáng, ngưng ở trên quyền phong, đập tới Lăng Hàn. Rõ ràng chỉ là một quyền đơn giản mà thôi, nhưng phản phất như có thể oanh phá thiên địa, có khí phách vô thường. Trường 2242, Đại Đạo Chi Hoa Lăng Hàn hừ một tiếng, tương tự tay phải nắm chặt, đón đánh về phía thiếu niên áo xanh này. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau, Lăng Hàn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, như một viên đạn pháo. Về mặt chiến lực hắn kém thiếu niên áo xanh này rất xa, ngay cả một quyền cũng không cách nào tiếp được. Thiếu niên áo xanh đắc thế không buông người, dưới chân một điểm, truy kích về phía Lăng Hàn, oanh oanh oanh, song quyền của hắn huy động liên tục, công kích cuồng bạo ầm ầm lên người Lăng Hàn. Lăng Hàn thành bao thịt, không ngừng bị oanh kích, thân thể run rẩy chỉ là tuy sức chiến đấu của thiếu niên áo xanh khủng bố nhưng vẫn không có đạt đến trình độ có thể đánh tan thể phách của lăng hàn mặc hắn đánh cho lăng hàn cả người run rẩy nhưng lăng hàn cũng chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch mà thôi đủ chưa lăng hàn nổi giận gầm lên một tiếng tuy không tổn thương nhưng bị người ấn lại đánh vẫn để cho hắn không thể tiếp thu oanh trong cơ thể hắn bùng nổ ra một đạo ánh sáng đáng sợ đánh về bốn phương tám hướng bản nguyên trùng kích oanh thân ảnh của thiếu niên áo xanh lập tức vặn vẹo sau đó xé nát, bị đạo quang mang này chấn thành mảnh vụn. Lăng Hàn vù vù thở dốc, không phải bởi vì sử dụng bản nguyên trùng kích, mà là bị thiếu niên áo xanh liên tục oanh kích, để tốc độ máu chảy tăng nhanh, hô hấp có chút hỗn loạn. Cái này để người ta biết tất nhiên sẽ điên mất, phải biết lục y thiếu niên kia là đế giả địa hồn, sức chiến đấu thậm chí vượt qua thiên hồn phổ thông, nhưng công kích đánh vào trên người Lăng Hàn lại không thể tạo thành một chút thương tổn, bị Lăng Hàn quay giáo một đòn liền trực tiếp bỏ mình. Sau này bản nguyên trùng kích liền thành sát chiêu mạnh nhất của ta." Lăng Hàn lộ ra nụ cười, tùy hỏa diễm tiên thai bạo phát cũng rất trâu bò, nhưng sẽ lấy sạch toàn bộ lực lượng của hắn, còn lâu mới dùng tốt như chiêu này." "Ồ," hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên áo xanh cũng không phải thực thể, nguyên bản là một đạo long tức hình thành, hiện tại bị đánh nát, cũng một lần nữa hóa thành long tức, lượn lờ ở quanh người hắn. Có một tia chạm đến thân thể của hắn, bị hắn hấp thu, nhất thời để hắn giống như hít thuốc lắc, tinh thần đại chấn. Đây là vật đại bổ, lang hàn tinh thần tỉnh táo, hắn chủ động mở ra lỗ chân lông trên người, nhất thời, long tức cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, để hắn được bổ dưỡng lớn. Sông chính là tiên thú đứng đầu thiên địa, long tức này càng là tinh hoa ngưng tụ, chỗ tốt kinh người. Long kiều màu đen này là chưa từng mở ra, qua nhiều năm như thế, trong long tức xúc tích tinh hoa kinh người cỡ nào. Lang hàn cười to, nhanh chân đi về phía trước, không lâu lắm, chỉ thấy một đạo long tức dựng lên hóa thành một con rồng màu đỏ thấm, sau đó lại tung bay tản mạn ra, hóa thành một cô gái áo đỏ. Trong một tiếng rồng gầm, cô gái áo đỏ giết tới, rõ ràng nhìn qua yếu đuối mong manh, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, hai chảo vung ra, ngay cả một tòa đại sơn cũng có thể dễ dàng oanh thành cho. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp vận dụng bản nguyên trùng kích, mà triển khai tiên thuật khác tiến hành oanh kích. Có điều, thật đánh không lại, hắn dù sao cũng chỉ là dương hồn, cho dù là bá chủ trong đế giả, nhưng giới hạn ở cảnh giới, nhiều lắm chỉ có thể chiến thiên hồn phổ thông, còn cô gái áo đỏ này chính là địa hồn trong đế giả, có thể quét ngang tất cả thiên hồn. Oanh oanh oanh, lăng hàn thành đống cát, bất luận hắn sử dụng tiên pháp gì cũng sẽ bị đối phương dễ dàng hóa giải. Lăng hàn muốn chiến thắng đối thủ này, kỳ thực vẫn có mấy lựa chọn. Thứ nhất bản nguyên trùng kích, thứ hai, bạo phát hỏa diễm tiên thai, thứ ba, hắc tháp phát huy, chỉ cần đình chỉ thời gian chảy, vậy trong nháy mắt hắn liền có thể kết liễu đối phương. Có điều, ngoại trừ bản nguyên trùng kích ra hai loại biện pháp khác đều là trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần sau khi nhận thức rõ ràng thực lực của đối phương và mình lăng hàn không lãng phí thời gian nữa oanh trong cơ thể bùng nổ ra một đạo lực lượng khủng bố xung kích về phía bốn phương tám hướng nhất thời cô gái áo đỏ này bị chấn nát tan một lần nữa hóa thành long tức đạo long tức bị lăng hàn hấp thu tu vi lại tăng trưởng một đoạn nếu như có thể hấp thu chừng trăm đạo ta có thể đạt đến dương hồn đỉnh cao hơn nữa, lòng tức có thể toàn diện tăng lên thân thể của ta, không chỉ tu vi, ngay cả lực lượng cũng tăng vọt một đoạn dài. Hắn tu bất diệt thiên kinh chỉ là tăng lên cường độ thể phách, nhưng lòng tức vào thân, lại làm cho hắn phảng phất như có thêm một lực lượng to lớn, khe khẽ, khẽ dung quyền liền có thể đánh rơi ngôi sao giữa bầu trời. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn, chỉ có tiên vương mới có thể làm được chuyện này. Lăng Hàn hấp thu long tức, tiếp tục tiến lên, đi không bao xa, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đóa hoa. Mặc dù cái này như là một bình nguyên, nhưng trên thực tế là một cây cầu, mặt đường là long lân lát thành, phía trên này lại còn có thể mọc ra hoa. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, tăng nhanh bước chân đi tới. Thật là một đóa hoa, cao ba thước, chỉ có chín lá, hoa như lưu ly li trong suốt, có một mùi hương kỳ ảo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lăng Hàn không quen biết đồ chơi này, tuyệt không ở trong tiên dược hắn nhận biết, nhưng hắn có thể cảm ứng được trong đó có đại đạo rung động, để hắn tim đập thình thịch, muốn tiếp cận hái đây là đại đạo chi hoa, âm thanh của tiểu tháp đột nhiên vang lên, ô, tưởng ngươi câm chứ, lang hàn cười nói, từ khi hắn bắt đầu nghiên cứu bản nguyên trùng kích, tiểu tháp bắt đầu chiến tranh lạnh với hắn, căn bản không nói chuyện cùng hắn, nhưng hiện tại lại chủ động mở miệng, thật là kỳ quặc quái gở. Tiểu tháp hừ một tiếng nói, đại đạo chi hoa ẩn chứa ngàn vạn đại đạo, không phải tiên dược, nhưng hơn hẳn tiên dược. Chỉ có lượng lớn tiên vương mai táng cùng nhau, mới có khả năng sinh ra. Lang hàn nha một hồi xem ra đồn đại không phải trống rỗng, nơi này xác thực táng hơn trăm con tiên long. Cố gắng thu thập đại đạo chi hoa, đối với con đường tu luyện của ngươi cực kỳ có trợ giúp. Tiểu tháp nghiêm nghị nói, không cần tiểu tháp nói, Lăng Hàn cũng không có dự định buông tha cây đại đạo chi hoa này, mà nghe khẩu khí của tiểu tháp, tựa hồ đại đạo chi hoa còn không chỉ một cây. Hắn đi về phía đại đạo chi hoa, chỉ thấy cây tiên hoa này khẽ đung đưa, thật giống như muốn biến mất không còn tâm hơi. Trường 2243, thu lấy. Làm lang hàn đến gần, đưa tay ra hái, một luồng khí lưu lay động qua, cây tiên hoa này nhất thời hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền không còn. Chuyện gì thế này, đại đạo chi hoa, trong đó ẩn chứa rất nhiều quy tắc của tiên vương, bản thân liền ở vào một loại trạng thái cân bằng cực kỳ yếu đuối, vì lẽ đó, hơi gặp ngoại lực kích thích sẽ đổ nát. Tiểu tháp thong thả nói, người rõ ràng đã sớm biết, nhưng không có nhắc nhở ta một tiếng, rõ ràng là cố ý. Lang hàn vạch ra nói Tiểu tháp không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Quả nhiên là cái tháp kiêu ngạo, khinh người lại keo kiệt, không phải là nói nó một câu sau, liền lập tức trả thù trở về. Vậy phải làm sao thu lấy? Lăng Hàn hỏi, cố gắng thu lại khí thức của bản thân, không tản một chút đi ra. Lúc này tiểu tháp liền không làm ra vẻ người câm, Lăng Hàn thở dài, tiếp tục đi về phía trước, non nửa ngày sau, phía trước không xuất hiện đại đạo chi hoa, nhưng có thêm một đạo long tức, hóa thành một đại hán vạm vỡ, hung hãn ra tay với hắn những người này lẽ nào chính là tiên vương của long tộc sao lăng hàn triển khai bản nguyên trùng kích trong nháy mắt miểu sát mất đối thủ này bản thân thì phun ra một ngụm máu tươi một chiêu miểu sát đối thủ thực lực trên mình cần vận chuyển bản nguyên trùng kích thời gian dài một ít đối với bản thân lăng hàn cũng sẽ tạo thành phá hoại tương đối phun ngụm máu đúng là bình thường cũng còn tốt hắn lập tức vận chuyển bất diệt thiên kinh nội phủ bị thương lập tức chữa trị như lúc ban đầu tiểu tháp không khỏi nói Tuy ta không đồng ý cách làm bừa của ngươi, nhưng nếu như ngươi không tu ra thức tuyệt chiêu này, gặp phải những tiên vương kia để lại lạc ấn tinh thần, cũng chỉ có phần thảm bại chạy trốn. Nói cách khác, những đối thủ này thật là những tiên vương lúc trước kia, đương nhiên ngay cả một phần ngàn tỷ thực lực của bọn họ cũng không có. Có khi mạnh mẽ hạn định ở phân hồn cảnh, hoặc là tùy theo từng người, đến phân hồn ở phân hồn cảnh, đến tiên phủ ở tiên phủ cảnh. Lăng Hàn cười hì hì nói, vì lẽ đó, sự kiên trì của ta là có đạo lý nhưng ta vẫn không tán thành ngữ khí của tiểu tháp kiên định ngươi không cần bất chấp nguy hiểm như vậy ngày khác nếu ngươi có thể bước vào thiên tôn liền sẽ phát hiện dựa dẫm những ngoại lực này là không có chút ý nghĩa nào ta biết lang hàn gật đầu có điều hiện tại không có thực lực mạnh mẽ ta đánh không lại kỷ vô danh kỷ vô danh là tiên vương chuyển thế hơn nữa còn là tiên vương tầng 9, hiện tại ngươi đánh không lại hắn rất bình thường tiểu tháp khuyên nhủ lang hàn lắc đầu chảm trần đánh không lại phân hồn đánh không lại Tiên phủ cũng đánh không lại, coi như bước vào tiên vương, hắn vẫn đánh không lại, mãi cho đến tiên vương tầng 9, hắn mới có khả năng đuổi kịp đối phương. Bị áp chế nhiều năm như vậy, hắn nhẫn không được, cũng không phải là người như thế. Cùng cấp chiến một trận, hắn không muốn thua bất cứ người nào. Tiểu tháp không nói nữa, nhưng chính tính cách như vậy mới đúc ra lang hàn mạnh mẽ hiện tại, không có tâm liều mạng như vậy, tất cả theo bước tiền nhân, lang hàn đỉnh cao cũng chỉ là tiên vương tầng 9. Cái này đã có thể thiếu ngạo tiên vực nhưng thật muốn siêu thoát, nhất định phải thành thiên tôn. lang Hàn tiếp tục tiến lên, lại diệt mấy long tức, phía trước cuối cùng xuất hiện đóa đại đạo chi hoa thứ hai. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hoàn toàn thu lại khí thức của bản thân, nhưng đại đạo chi hoa cực kỳ mẫn cảm, khi hắn tiếp cận đến khoảng cách ba trượng, đóa đại đạo chi hoa này liền bắt đầu rung động, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tung bay. lang Hàn vội vã dừng bước lại, xòe tay phải ra, phát động quy tắc không gian, ngăn cách mình khỏi vùng thế giới này quả nhiên đại đạo chi hoa đình chỉ rung động lang hàn lại tiến lên trước một bước một bên điều chỉnh quy tắc không gian trước sau để cho mình ở vào trạng thái không gần rồi gần rồi gần rồi đại đạo chi hoa đã gần trong gang tấc lang hàn đưa tay ra quy tắc không gian quấn quanh rõ ràng có thể nhìn thấy rồi lại giống như không tồn tại nắm lấy lang hàn hơi suy nghĩ đại đạo chi hoa liền bị hắn thu vào trong hắc tháp ha ha quyết định lang hàn không kịp xem thu hoạch mà tiếp tục đi tới đại đạo chi hoa không cần lập tức luyện hóa, hoàn toàn có thể đặt ở trong hắc tháp, hơn nữa còn có thể phân cho các nàng nữ hoàng sử dụng. Hắn một đường đi tới, tiêu diệt rất nhiều long tức, cũng được lượng lớn long tức rèn luyện thân thể, man lực tăng mạnh, thật giống như hóa thân thành một tiên long, hơi động, thiên địa cũng thay đổi sắc mặt. Tuy cự long tu quy tắc, nhưng không tu nguyên lực, mà dựa vào lực lượng thân thể, vuốt rồng vừa nhắc liền có thể hủy thiên diệt địa. Lực lượng cơ thể ta càng ngày càng lớn mạnh, ngày sau nói không chắc có thể trở thành một man thú hình người, hơi động liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây nhất định chỉ là một ảo tưởng, trừ khi hắn thu được long tức có thể đạt đến trình độ vô cùng vô tật, nếu không, long tức có hạn, có thể vì hắn tăng lên lực lượng đương nhiên cũng có hạn. Hả, Hà, lang hàn đột nhiên dẫm chân xuống, quay người lại, hắn mơ hồ có một loại cảm giác khiếp đảm, thật giống như có tuyệt thế đại địch gì đó đang áp sát. Chỉ một hồi, một bóng người từ phương xa xuất hiện, nhìn như rất chậm, nhưng chỉ trong vài bước đã cực kỳ tiếp cận, một bộ đồ trắng tung bay như tiên. Kỳ vô danh, chẳng trách sẽ làm hắn phát lên cảm giác khiếp đảm, đây quả thật là một đại địch, siêu cấp đại địch. Thật không nghĩ tới, người cũng có thể xúc động long kiều màu đen. Kỳ vô danh có vẻ hơi kinh ngạc, kiếp trước hắn chính là tiên vương tầng 9, hơn nữa còn ở cảnh giới này dừng lại vô số kỷ nguyên, tu thành hết thảy quy tắc, vì lẽ đó, hắn dễ dàng liền có thể xúc động chín cây long kiều màu vàng, tiện đà để long kiều màu đen nhận mình nhưng lăng hàn lại dựa vào cái gì một phân hồn nho nhỏ lại có thể ở trên độ cao của quy tắc sánh vai với mình thiên tôn trí bảo quả nhiên không giống người thường kỷ vô danh từ tốn nói tương lai tuy ta cũng có thể bước vào cảnh giới này nhưng không ngại tham khảo một hồi lăng hàn hừ một tiếng nói chỉ sợ ngươi không có thực lực này kỷ vô danh cũng không tức giận chỉ trầm chậm, chậm nói người trẻ tuổi người có biết tiên vương tầng 9 chết trong tay ta có bao nhiêu không chương 2244, ngang hàng. Ở trong mắt người đời, tiên vương chính là nhân vật trí cao vô thượng tiên vương tầng 9 càng là đại đế trong tiên vương, mỗi một vị đều có thể lăng của tuyệt kim, chân chính vô địch hậu thế. Nhưng kỷ vô danh có thể giết tiên vương tầng 9, năm đó lại hung hăng đến mức độ cỡ nào. Lăng Hàn cũng không có một chút yếu thế nói. Hảo Hán Hà tất nhắc lại dũng cảm năm đó. Khi ta bước vào tiên vương, diệt tiên vương tầng 9 tất nhiên cũng chỉ là một việc nhỏ. Ha 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 ha, Kỷ vô danh đột nhiên cười to, lắc lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ai cũng có thể trở thành tiên vương tầng 9 sao. Có thể bước vào cảnh giới này, đều là đế trong đế, mỗi một vị đều là nhân vật khoáng cổ tuyệt kim. Được, không đề cập tới dũng cảm năm đó. Hắn thu hồi cười to, ánh mắt ngưng ở trên người lăng hàn. Bảo vật trên người của ngươi có thể giao ra rồi. Kỷ vô danh, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi giao thủ lần nữa. Lăng hàn hào hùng vạn trưởng, ngươi, chỉ có một con đường chết mà thôi. Kỳ vô danh giết tới, trong tay đã có thêm một trường kiếm màu xanh, phía trên lạc ấn một phù hiệu cổ xưa, tỏa ra uy thế trí cao vô thượng. Trường kiếm màu xanh trong suốt như lưu ly, li, phù hiệu cổ điển mơ hồ phát quang, có khí thế đáng sợ chặt đứt thiên địa. Lăng Hàn nhất thời phát lên báo động mãnh liệt, chỉ cảm thấy nếu như mình bị một kiếm này chém trúng, cắt ở trên tay, tay đoạn, cắt ở trên chân, chân đoạn, cắt ở trên cổ, vậy liền chết. Hắn không dám đón đỡ, dưới chân liền điểm, phát động điện thiểm, thân hình vội vàng thối lui, như chấp giật. Nhưng hắn lùi nhanh, kỷ vô danh truy kích cũng không chậm chút nào, trường kiếm màu xanh vung vẩy, chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí đáng sợ, Xoạt xoạt xoạt, không gian cắt đến vụn vặt, phát ra gào thét, thật giống như muốn vỡ diệt. Thanh kiếm này, quá bất phàm, đây là đoạn tình kiếm, kỷ vô danh từ tốn nói, năm xưa ta bước vào tiên vương thì rèn đúc tiên khí, theo ta chinh chiến nhiều năm, có điều, khi ta bước vào tiên vương tầng 9, liền bắt đầu chôn đoạn tình kiếm vì chém phá thể phách của ngươi ta cố ý lấy đoạn tình kiếm ra ngươi nên cảm thấy vinh quang tiên khí trong lòng lăng hàn bừng tỉnh chẳng trách hắn phát lên một hồi rung động tuyệt đối không thể để cho thanh kiếm này đụng hóa ra là tiên khí may là kỷ vô danh cũng không cách nào thôi phát huy lục của tiên kiếm bằng không tiên khí bạo phát đừng nói lăng hàn chỉ là phân hồn nho nhỏ ngay cả đại năng thăng nguyên cảnh cũng chỉ có bị một kiếm chém chết ở trong tay của kỷ vô danh tiên khí cũng chỉ là lợi khí cực kỳ sắc bén không gì không xuyên thủng, không thể xưng là tiên khí chân chính. Đương nhiên, nếu có thể trắng trợn không kiêng rẻ phát động, Lăng Hàn là có thiên tôn bảo khí, nếu như tam giới tháp phát huy, e là ngay cả tiên vương cũng chỉ có thể hô cứu mạng. Là như vậy a, à, không sai, nếu như ta phát huy, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không phải đối thủ. Tiểu tháp ngạo nhiên nói, nhưng một câu kế tiếp liền để Lăng Hàn thất vọng. Có điều, thứ nhất ta trọng thương chưa lành, thứ hai không thể để cho mấy lão quái vật kia phát hiện, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Dựa vào muội muội ngươi a, à, Lăng Hàn lắc đầu, tiểu tháp cũng quá vô căn cứ. Hắn không ngừng né tránh, tình cờ cũng viễn trình nổ ra trọng quyền, cho kỳ vô danh chút áp lực, kỳ thật thực lực của bọn họ bây giờ đã tương đối tiếp cận, chỉ có chân chính đánh nhau tay đôi mới có uy lực. Bởi vậy, Lăng Hàn oanh quyền như thế chỉ có thể thoáng ngăn cản kỳ vô danh một hồi, hoàn toàn không có cách nào thay đổi cục diện hắn chịu đòn. Làm sao ngang hàng đoạn tình kiếm, Lăng Hàn suy tư, dùng tiên ma kiếm chặn, không được, hắn lập tức lắc đầu, hiện tại tiên ma kiếm chỉ tương đương tứ tinh chuẩn tiên khí, ở trước mặt tiên kiếm chân chính, tuyệt đối là một chảm liền đoạn. Vậy làm sao chặn, bản nguyên trùng kích, lang hàn vẫn lắc đầu, đối phó đối thủ mạnh như kỷ vô danh, nhất định phải kéo khoảng cách của song phương đến đủ gần, vậy phóng đại chiêu mới có thể tạo thành hiệu quả, bằng không chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ. Ngươi rất bất phàm, đặt ở mấy triệu năm trước, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, đem tất cả hy vọng áp ở trên người của ngươi kỷ vô danh vùng kiếm mà đi, bạch y tung bay, phong thái cảm động. Đáng tiếc, ta đã không phải ta lúc đó. Kỷ vô danh ngắt một kiếm quyết, nhất thời kiếm ý như nước thủy triều, kiếm khí như sóng, cuồng cắt về phía lăng hàn. Đừng xem chỉ là kiếm khí, nhưng kia là tiên binh đánh ra, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ. Phốc, 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 những kiếm khí này quá dày, lăng hàn làm sao cũng không cách nào hoàn toàn trốn đi, nhất thời tay, chân, bụng dưới đều bị đánh trúng, có máu tươi chảy ra hắn không khỏi ngơ ngác, cái này vẫn là kết quả sau khi hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, tăng lên phòng ngự cực lớn, nếu không, những kiếm khí này sẽ chém hắn thành vụn vặt. Tiên khí chính là tiên khí, cho dù là ở trạng thái ngủ say, có thể vẻn vẹn chỉ là tí tẹo khí tức lưu chuyển đều là cực kỳ đáng sợ. Chẳng trách tiên vương cao cao tại thượng, chính là thang nguyên cảnh cũng chỉ có thể cúng bái, thực sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại, người có thể chết, kỳ vô danh uy nghiêm đáng sợ nói, mặt hắn không hề có cảm xúc, muốn bóp chết siêu cấp thiên kiêu này. Xoạt, một kiếm chém qua, như một ngọn núi vĩnh hằng thiên địa, muốn phá diệt tất cả. Lăng Hàn gào thét, đột nhiên phất lên một quyền, đánh về phía đoạn tình kiếm. Ánh mắt của kỷ vô danh ngưng lại, tiểu tử này là mất tâm điên rồi sao, lại muốn lấy thân thể máu thịt chống đỡ tiên binh. Người coi mình là tiên vương sao, xoảng, đoạn tình kiếm chém tới nắm đấm của Lăng Hàn, nhưng bùng ra một đạo hào quang có thể nhìn thẳng, chỉ thấy từng cái từng cái phù hiệu sáng lên, từ to bằng bàn tay đến phô thiên cái địa, giật động ngàn tỷ giảm. Kiếm, bị chặn lại rồi. Cái gì, ngay cả kỳ vô danh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tuyệt không tin Lăng Hàn có thể lấy thân thể máu thịt chống đỡ đoạn tình kiếm, nhưng sự thực vừa vặn ngược lại. Lẽ nào hắn có thể không tin con mắt của mình? Hả, ánh mắt của kỳ vô danh ngưng ở chiếc nhẫn màu đen trên ngón giữa của Lăng Hàn, giản dị tối tăm, như sắt thường, nhưng mũi kiếm của đoạn tình kiếm chính là chém ở trên chiếc nhẫn này mới bị ngăn cản lại chặn được tiên binh. Cái này tất nhiên cũng là một tiên khí, không phải tiên khí cũng là tiên kim, bằng không căn bản không thể nào làm được. chương 2245, trọng thương kỷ vô danh thượng. Ngược lại thật là coi khinh ngươi, kỷ vô danh thu hồi kiếm, ánh mắt sáng quắc, ngươi người này, có đại khí vận, trong lòng lăng hàn cũng kinh hoàng, hắn biết chiếc nhẫn màu đen bất phàm, ngay cả tiên ma kiếm cũng không cách nào thôn phệ, có khả năng cực cao là tiên kim, nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn, hơn nữa coi như là tiên kim, bất quá cũng quá nhỏ có thể bảo vệ toàn bộ nắm đấm của hắn hay không cũng là một vấn đề nhưng hắn không chịu thua không cam lòng bị kỳ vô danh áp chế cuối cùng mạo hiểm thử một lần hiệu quả tốt ngoài ý muốn ngươi đỏ mắt a à, lang hàn vẩy vẩy nắm đấm chiến ý hừng hực hiện tại mới là chiến đấu chân chính bắt đầu kỳ vô danh cười nhạt ta không cần đỏ mắt chỉ cần giết ngươi hết thảy của ngươi đều là của ta lại đang khoác lác lang hàn lắc đầu kỳ vô danh chúng ta đây là lần thứ mấy giao chiến. Ngươi nói bao nhiêu lần muốn giết ta, kết quả, ta không phải nhảy nhót tương bừng sao. Lần này, là ta giết ngươi, hắn hét dài một tiếng, chủ động ra tay, một quyền bạo anh, xèo xèo xèo, kiếm khí vô tận bắn ra, hắn dùng tới diệt thiên cửu kiếm. Chỉ là phân hồn, kỷ vô danh khinh thường nói, tay phải cầm kiếm muốn nhanh, tay trái theo đi ra ngoài, nơi lòng bàn tay trở nên đen kịt, thật giống như ngưng tụ vô số không gian, để không khí tầng tầng lớp lớp. Oanh, hắn đẩy một trường, mảnh hắc ám này đẩy ra, hình thành xung kích đáng sợ. Ngực của Lăng Hàn khó chịu, suýt chút nữa bế khí. Một đòn thật đáng sợ, kỳ vô danh này thực quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều là tiên pháp, hơn nữa còn là tiên pháp cấp cao. Năm xưa hắn là tiên vương tầng 9, lại không biết ở tầng thứ này dừng lại bao nhiêu kỷ nguyên, nắm giữ tiên pháp khẳng định nhiều đến hù chết người. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, quanh thân hiện ra từng cái phù hiệu đại đạo, hắn thét dài, vung vẩy nắm đấm không ngừng oanh kích. Oanh, 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 theo thực lực của Lăng Hàn cấp tốc tăng lên, hai người ở trên sức chiến đấu thông thường cuối cùng đạt đến trạng thái ngang hàng, nhưng kỳ vô danh thắng ở nắm giữ tiên pháp quá nhiều, hơn nữa vận dụng quy tắc càng thêm tinh tế tỉ mỉ, chỉ cần Lăng Hàn không chú ý, liền có thể ăn đòn. Đến, Lăng Hàn dẫn đầu làm khó dễ, thân hình run lên, gọi Cửu Thiên Hỏa Phân Hồn ra. Cửu Thiên Hỏa Phân Hồn đồng dạng hét dài một tiếng, cầm tiên ma kiếm, cùng Lăng Hàn liên thủ công về phía kỷ vô danh. Trước lang Hàn cũng không có mời cửu thiên hỏa phân hồn ra, là bởi vì đoạn tình kiếm trong tay kỷ vô danh thực quá sắc bén, có thể chém hết tất cả, bởi vậy gọi cửu thiên hỏa phân hồn ra cũng không có ý nghĩa. Nhưng hiện tại không giống, hắn có thể lấy chiếc nhẫn màu đen chặn đoạn tình kiếm, vậy cửu thiên hỏa phân hồn liền có thể phát huy ra thực lực nên có, mà tiên ma kiếm làm sao cũng là tứ tinh chuẩn tiên khí, đủ để tạo thành uy hiếp to lớn với thiên hồn cảnh. Coi như kỷ vô danh ngươi là tiên vương tầng 9 chuyển thế, vậy để tiên ma kiếm chém một phát thử xem. Bao người chết nhân răng, hai lăng hàn hợp chiến kỷ vô danh, chân thân phòng ngự làm chủ, cản lại đại bộ phận công kích của kỷ vô danh, chiếc nhẫn màu đen hoàn toàn có thể ngang hàng phong mang của đoạn tình kiếm, mà cửu thiên hỏa phân hồn thì nhân cơ hội điên cuồng tấn công, tiên ma kiếm đánh chém, uy lực lớn kinh người. Rốt cục có chút ý nghĩa, kỷ vô danh bị bước đến lùi lại hơn trăm bước, nhưng trên mặt không chút khiếp sợ, mà là ngoại trừ vẻ mặt lười biếng, thì có thêm một phần chăm chú. Hỏa, hắn khẽ quát một tiếng, oanh, trong tay trái nhất thời có thêm một đám lửa tạo thành lưỡi dao sắc, có thể nhìn thấy từng phù hiệu đại đạo nhảy lên ở trong đó. Song kiếm của hắn chém liên tục, tay phải đoạn tình kiếm nhằm vào bản thể lăng hàn, tay trái hỏa diễm kiếm nhìn chằm chằm vào cửu thiên hỏa phân thân. Hỏa diễm kiếm, chặn tiên ma kiếm, lăng hàn không khỏi kinh ngạc, chỉ là quy tắc hình thành hỏa kiếm lại có thể chặn được tiên ma kiếm, đây thực sự là khó mà tin nổi. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, kỷ vô danh cười nhạt, song kiếm chém nhanh, bắt đầu phản kích mãnh liệt. Hắn cực kỳ cường hãn, lại vận chuyển một môn tiên thuật, trên chán hiện ra một chữ vạn, tỏa ra khí tức trấn áp vạn cổ, dưới tình huống không mời phân hồn ra lại có thể đánh hỏa hai cái lang hàn. Lâm, kỳ vô danh khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một chữ, gia trì lực lượng quy tắc của hắn, hóa thành một ký tự to lớn, chân áp về phía lang hàn. Vù, cái chữ này phảng phất như từ viễn cổ mà đến, mang theo năm tháng tang thương vô tận. Thời khắc này, kỳ vô danh phảng phất như một vị đại đế vô địch vẫy tay một cái liền có thể chấn áp tất cả lâm muội muội ngươi lang hàn cũng thét một tiếng oanh lực lượng quy tắc hắn nắm giữ bạo phát đánh tới chữ lâm kia hừ ở trước mặt cửu tự chân ngôn của ta tất cả chống cự đều là uổng phí kỳ vô danh diếu cợt như vậy nói chữ lâm gia chỉ quy tắc đại đạo dễ dàng liền ma diệt tất cả tiếp tục chấn áp về phía lang hàn cửu thiên hỏa phân hồn vung vẩy tiên ma kiếm chém về phía chữ lâm chen chém xuống một kiếm lại bắn ra đốm lửa, thật giống như này không phải một chữ hư vô, mà là do tiên kim tạo thành. Leng keng leng keng, chém liên tục mấy lần, chữ lâm này rốt cuộc bị chém ra một chỗ vỡ, cửu thiên hỏa phân hồn giết ra, tiếp theo là lăng hàn, hai người đều giống to, đánh tới kỷ vô danh. Binh, kỷ vô danh lại nhổ một chữ, lăng hàn cùng cửu thiên hỏa phân hồn dở lại cho cũ, lấy tiên ma kiếm chém ra cản trở, tiếp tục tiến lên. Đấu, kỷ vô danh phun ra chữ thứ ba, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, chờ hắn hoàn toàn nói ra cửu tự chân ngôn, sẽ hình thành biến chất, hóa thành một đòn tuyệt mạnh, mà bản thân hắn có thể thủ thế chờ đợi, đoạn tình kiếm đã khóa chặt cái cổ của Lăng Hàn. Đến lúc đó, cửu tự chân ngôn sẽ giảng buộc chiếc nhẫn màu đen, đoạn tình kiếm của hắn liền có thể như bẻ cành khô cắt đầu của Lăng Hàn. Như Lăng Hàn từng nói, hắn hết lần này tới lần khác không có khả năng tiêu diệt Lăng Hàn, bởi vậy hiện tại cái mục đích này sắp đạt thành, lại để hắn phát lên một luồng chờ mong nho nhỏ, như hắn sau khi thành tựu tiên vương, lần thứ nhất giết tiên vương. Dòng máu đã sớm lạnh lẽo của hắn hơi sôi trào, trong đôi mắt tất cả hiện ra một chữ vạn, khí tức đại đế càng ngày càng dày nặng. chương 2246, trọng thương kỷ vô danh hạ. Giả, dai, trận, liệt, tải, tiền, khi kỷ vô danh phun ra chữ tiền cuối cùng, toàn bộ khí tự phá nát lúc trước từ mặt đất, trong không khí ngưng tụ trở về, cùng chữ tiền dung hợp, sau đó hóa thành một vệt kim quang, chân áp tới lăng hàn cái chân áp này như đặt toàn bộ thế giới ở trên người Lăng Hàn, nhất thời để Lăng Hàn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Tay không thể động, chân không thể động, đầu không thể động. Kỷ vô danh giết tới, đoạn tình kiếm nhanh cắt hiết hầu của Lăng Hàn. Cửu thiên hỏa phân hồn đón nhận, lại bị hắn lấy hỏa diễm kiếm cản lại, đoạn tình kiếm không hề dừng lại tiếp tục chém qua. Khi một kiếm này sắp chém tới, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Hả, trong lòng kỷ vô danh nhất thời run rẩy, dâng lên một ý nghĩ không ổn, nhưng thế tiến công đã ra, ngay cả hắn cũng không cách nào cứu vãn, chỉ có thể thuận thế mà động. Ầm, um, trong cơ thể Lăng Hàn bùng nổ ra một làn sóng xung kích đáng sợ, như muốn hủy thiên diệt địa, cử tự chân ngôn ngưng tụ một thế giới thì đã làm sao, trong nháy mắt liền bị oanh vỡ thành cạn bá, Lăng Hàn giơ tay, bảo hộ ở trên yết hầu, mà sóng trùng kích vô tận thì tiếp đánh về phía bốn phương tám hướng. Không được, Kỷ Vô Danh cắn răng một cái, mạnh mẽ thu hồi tay trái, hỏa diễm kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, năm ngón tay điểm nhẹ nhất thời có một luồng lực lượng năm tháng tràn ra. Sóng trùng kích điên cuồng dâng lên, thân hình của Lăng Hàn lão đảo, đột nhiên phun ra ba ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào, chỉ ít đứt đoạn mất hai mươi mấy cây xương. Vì có thể bảo đảm lực sát thương, Lăng Hàn ấp ủ bản nguyên trùng kích thời gian dài một chút, kết quả chính là tạo thành thương tổn to lớn với mình. Cửu Thiên Hỏa phân hồn đứng lại, tay cầm tiên ma kiếm, dán mắt vào phương xa. Kỷ Vô Danh đang quỳ một chân trên đất, đáp đáp đáp, vai trái của hắn không ngừng có máu tươi chảy xuống, nhìn kỹ, toàn bộ cánh tay trái của hắn đã không còn, quần áo trên người rách rách dưới dưới, có thêm chỉ ít mấy chục vết thương. Cánh tay trái là bị tiên ma kiếm chém xuống, vết thương trên người là bản nguyên trùng kích đánh ra. Vừa nãy hắn mạnh mẽ thu hồi thế tiến công với cửu thiên hỏa phân hồn, phát ra một bí thuật tự vệ, kết quả người không có bị bản nguyên trùng kích đánh giết, nhưng cánh tay trái lại bị tiên ma kiếm cắt đứt. Đây là lăng hàn cùng kỷ vô danh chiến đấu, lần duy nhất trọng thương đối phương, nhưng lăng hàn không hề có vẻ đắc ý hắn phí đi công phu lớn như vậy cũng xem bản nguyên trùng kích là kỳ binh đến bạo phát lại vẫn không thể nào giết chết đối phương trên thực tế nếu không phải hắn có thêm một đạo phân hồn có tiên ma kiếm giúp đỡ một đòn vừa nãy vẫn không cách nào trọng thương kỳ vô danh vì sao kỳ vô danh không dùng tới phân hồn bằng không phân hồn đối phân hồn chủ thể đối chủ thể hắn tuyệt sẽ không lỗ kỳ vô danh đứng thẳng người lên hắn liếc mắt nhìn cánh tay trái bị cụt lộ ra vẻ cảm khái nói không nghĩ tới ta lại coi thường ngươi để cho mình bị thương nhẹ a à, ha ha tính sai lăng hàn không dám khinh thường tuy kỷ vô danh thiếu một cánh tay sẽ tạm thời ảnh hưởng đến sức chiến đấu nhưng thiên tài như bọn họ chỉ cần không có chết liền tuyệt đối không thể khinh thường trời mới biết lại đột nhiên bùng nổ ra tuyệt chiêu gì hơn nữa vừa nãy kỳ vô danh hóa giải bản nguyên trùng kích oanh kích dùng đến rõ ràng là quy tắc thời gian cùng không gian hơn nữa còn bị hắn hoàn mỹ dung hợp lại để một phần công kích về quá khứ một bộ phận tới tương lai, một bộ phận bị không gian phong tỏa, tổng cộng hóa thành bốn làn sóng đánh ra. Cứ như vậy, uy lực dĩ nhiên là suy yếu, để hắn có thể ở dưới đại xung kích như vậy bảo vệ tính mạng. Vì sao không dùng phân hồn? Lang Hàn trầm giọng hỏi, kỳ vô danh cười ngạo nghế, đối phó người còn cần phân hồn. Lời này cực kỳ ngạo mạn, cực kỳ hung hăng, nhưng cũng rất kỳ vô danh, tiên vương tầng 9 chuyển thế, có tư cách như vậy, nên khí phách như vậy. Lang Hàn Nha một hồi nói. Ngươi chỉ là chủ thể tiến vào nơi này, phân hồn đi tới chỗ khác." Kỷ Vô Danh hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn nhạy cảm như vậy. Hắn gật gù nói, "Không sai, đã có phân hồn, liền phải làm thêm chút chuyện, thu được nhiều một chút cơ duyên." Không hổ là Kỷ Vô Danh, trong lòng Lăng Hàn dâng lên cảm khái, ở dưới tình huống thiếu một đạo phân hồn, đối phương còn có thể cùng mình đánh cho khó phân thắng bại. Đừng xem hiện tại hắn chiếm thượng phong, nhưng kia là đánh suất kỳ bất ý, nếu hắn muốn giết đối phương khó khăn tầng tầng. Đương nhiên, nếu Kỷ Vô Danh muốn giết hắn cũng cực kỳ gian nan, đạt đến độ cao như bọn họ, phân thắng bại khó, phân sinh tử càng khó. Giết, Kỷ Vô Danh bị thương, nhưng càng thêm dũng mãnh, thật giống như máu tươi kích thích hắn, để hắn khôi phục chiến ý. Ầm um, âm, um, ầm, um, hai đế giả tuyệt đối bạo phát đại chiến, chữ vạn trong mắt Kỷ Vô Danh sáng quắc phát quang, gia trì cho hắn lực lượng to lớn, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cũng không yếu thế, nếu bản nguyên trùng kích đã dùng được hắn cũng liên tiếp vận dụng, cho kỷ vô danh áp lực cực lớn. Quả nhiên, kỷ vô danh không hổ là vô thượng tiên kiêu, đã từng là tiên vương tầng 9. Tuy bản nguyên trùng kích có thể để kỷ vô danh hết sức kiên kỵ, nhưng hắn đã tìm được phương pháp hóa giải, chính là dùng quy tắc không gian cùng thời gian tiến hành phân hóa. Ở trước tiên vương, quy tắc không gian cùng thời gian liền có thể tùy ý nghiền ép một quy tắc ngũ hành nào. Tuy Lăng Hàn lợi dụng bốn lực lượng bổn nguyên cộng hưởng, nhưng ngũ hành thiếu một, uy lực này cũng kém rất nhiều. Tổng thể mà nói, cái này còn chưa đủ chân áp Kỳ Vô Danh. Lăng Hàn không khỏi ngơ ngác, phải biết hiện tại Kỳ Vô Danh vẫn không có ở trạng thái mạnh nhất, người ta còn có một đạo phân hồn không có gia nhập chiến đấu, nhưng có thể cùng hắn đánh hòa nhau, nói rõ hắn vẫn không bằng đối phương. Tiên Vương tầng 9 chuyển thế quá khó giết, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Trận chiến này chính là ba ngày ba đêm, hai đại đế giả đều sử dụng hết thủ đoạn, giơ tay nhấc chân đều là diệu chiêu, đổi một người khác cho dù là đế giả cấp bậc thiên hồn cũng đã bị đánh giết. Bản nguyên trùng kích, đoạn tình kiếm, uy lực đều thật đáng sợ. Hai người đồng thời thu tay lại, song song mà đứng. Nếu không phải có lý do không thể không giết ngươi, thì thật muốn kết giao bằng hữu với ngươi. chương 2247, lực lượng tương đương. Kỷ vô danh cười nói, chiến ý vẫn hừng hực như cũ. Ngươi là đối thủ mạnh nhất ta gặp phải. Lăng hàn gật gù, lộ ra vẻ tôn trọng. Ngoại trừ kỷ vô danh, vẫn không có người thứ hai làm hắn phát lên cảm giác một ngạt như vậy. Hơn nữa, dưới tình huống cảnh giới tương đồng còn không cách nào chiến thắng, kỷ vô danh là đầu tiên, cũng là duy nhất. Lần này không giết được ngươi, ngày khác tái chiến, kỷ vô danh cực kỳ quả đoán, đánh tiếp nữa cũng lãng phí thời gian, lấy hùng tài đại lược của hắn, tự nhiên không thể lãng phí thời gian ở mặt này. Hắn quay người lại, thân hình lên xuống, rất nhanh biến mất ở phương xa. Lăng Hàn cũng không truy kích, kỷ vô danh không giết được hắn, hắn cũng giết không được kỳ vô danh, tiếp tục đánh là sự tình không có chút ý nghĩa nào. Hắn phải nhanh một chút đạt được đạo thiên địa bản nguyên thứ năm, hơn nữa còn phải là hệ thổ, để bản nguyên trùng kích phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lần này trong chiến đấu, thể lực của ta cũng đưa đến tác dụng rất then chốt. Lăng Hàn cũng không có lập tức chạy đi, mà tổng kết trận chiến đấu này. Có thể kỳ vô danh không cần, bởi vì hắn chiến đấu quá nhiều quá nhiều, nhưng Lăng Hàn không giống, Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó dây dưa như Kỳ Vô Danh, cần làm tất cả chi tiết đến hoàn mỹ. Thể lực càng mạnh, ta ra tay sẽ nhanh hơn, nguyên bản trong một tức có thể nổ ra vạn quyền, sau này có thể tăng lên tới một vạn 1, một vạn 2, thậm chí 2-3 ba vạn. Ba ngày sau, lang Hàn mới đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Phía trước rất nhanh liền xuất hiện một đạo long tức, hóa thành hình người tấn công tới, cũng không có bởi vì Kỳ Vô Danh đã đi qua liền không hiện ra nữa. Lăng Hàn không có trực tiếp vận dụng bản nguyên trùng kích, mà dùng đối thủ này đánh bóng sức chiến đấu của mình, trước tổng kết lâu như vậy, thế nào cũng phải có chút tiến bộ. Có điều, dưới tình huống không dùng tới bản nguyên trùng kích, hắn không phải đối thủ của đạo Long Tức này, có điều so với trước, hắn quả thật có tiến bộ nhất định. Không lãng phí thời gian, Lăng Hàn vận chuyển bản nguyên trùng kích, oanh, quy tắc cuồng chiều dâng lên, đạo Long Tức này nhất thời dập tắt. Ta cần càng nhiều Long Tức, hắn một đường đấu đá lung tung, tìm kiếm càng nhiều Long Tức, nhưng nơi này tựa hồ có một loại quy tắc, sau khi hắn đi qua, trên đường sẽ không lại có thêm long tức mới sinh thành, mặc kệ hắn tới tới lui lui bao nhiêu lần. Không chỉ long tức, đại đạo chi hoa cũng như thế, Lăng Hàn cũng không tin kỷ vô danh sẽ có đại đạo chi hoa mà không hái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, vận dụng quy tắc không gian để cho mình ngăn cách khỏi vùng thế giới này, thu lấy đại đạo chi hoa. Lăng Hàn có hiểu ra, kỳ thực long kiều là một loại ban tặc, nhưng điều kiện trước tiên là người có thể thu được. Long Kiều không giống nhau, Long tức mạnh yếu hẳn là không giống, hơn nữa trên Long Kiều khác hẳn là không có đại đạo chi hoa, chỉ ít không có nghe đám người phó nhạc nói. Lang Hàn cất bước ở trên cầu, trừ khi hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, bằng không chân đều có chút cấn đau, để hắn vừa muốn cây cầu này kéo dài một chút, để hắn thu hoạch nhiều một ít Long tức cùng đại đạo chi hoa, vừa hy vọng mau mau đi hết, để hắn không ăn đau khổ như vậy. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, sau ba tháng Long Kiều rốt cuộc đến cùng, Lăng Hàn có thể nhìn thấy một đầu rồng to lớn, cắn một bên vách núi khác, từng chiếc râu rồng lay động, tỏa ra khí phách đoạt người. Sau 3 tháng này, tu vi của hắn đã đạt đến dương hồn đỉnh cao, mà thể lực tăng lên tới một mức độ khủng bố, đủ để đấu sức với thiên hồn cảnh, chỉ là tiên nhân liều chính là quy tắc, nguyên lực, thể lực ngươi mạnh hơn cũng chỉ là thứ yếu. Nhưng thể lực mạnh hơn, đại diện cho ra tay có thể càng nhanh hơn, trường lực càng lâu, đương nhiên chỉ có chỗ lợi không có chỗ xấu. Lăng Hàn từ trên đầu rồng nhảy xuống, quay đầu nhìn lại, Long Kiều đã không thấy. Nói cách khác, hắn không thể theo đường cũ trở về, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Kỳ vô danh còn nhanh hơn hắn, trong lòng lang Hàn bay lên một luồng cảm giác cấp bách, nhưng cũng không có lập tức lên đường, mà ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi các nàng hổ nữ. Ở đây, ba ngàn đầu rồng hội tụ, chỉ cần có thể qua cầu, đều ở chỗ này tụ tập lần nữa, chỉ có điều không phải mỗi người đều có tư cách đến, người yếu sẽ bị đào thải. Hắn ngồi chắc như núi, thỉnh thoảng liền có người từ trên long kiều đi xuống, đi qua bên cạnh hắn. Có người nghênh ngang mà qua, đi vội vã, nhưng có người sẽ nghỉ chân một hồi, hiếu kỳ vì sao Lăng Hàn lại ngồi ở chỗ này. Lăng Hàn, hai ngày sau, một thiếu nữ xinh đẹp từ trên đầu rồng nhảy xuống, đột nhiên nhào vào trong lồng ngực Lăng Hàn, không phải hổ nữ thì là ai. Cô gái nhỏ dính ở trong lồng ngực Lăng Hàn, dùng hai tay ôm lấy cổ của hắn. Lăng Hàn có nhớ nữ hay không? Dĩ nhiên nhớ, Lăng Hàn cười nói, chúng ta đi nhanh đi, vừa vặn bỏ rơi hai đại yêu tinh kia. Tiểu nha đầu trừng lớn mắt, đầy mặt đều là chờ mong. Lăng Hàn không khỏi không nói gì, nhà đầu này cực kỳ ghen tuông, cùng các nàng nữ hoàng ở chung nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi dự tính ban đầu, có cơ hội liền muốn độc chiếm hắn. Ngoan, hắn xoa xoa đầu của hổ nữ, hổ nữ chu cái miệng nhỏ, có vẻ rất không vui, nhưng rất nhanh liền bị Lăng Hàn chọc cười, nói tới trải qua ở trên Long Kiều. Quả nhiên, nàng cũng gặp phải Long Tức, nhưng không có đại đạo chi hoa. Chiếu nói như vậy, khả năng ở trên long kiều phổ thông không có long tức, hoặc là long tức yếu đến đáng thương. Hai người đợi một hồi, liền thấy nữ hoàng lấy tư thái cực kỳ uyển chuyển từ trên đầu rồng đạp chân mà xuống, phong hoa tuyệt đại, khiến lòng người thuyết phục. Hừ, đại yêu tinh, hổ nữ bĩu môi, có vẻ rất không ưa. Lại qua hai ngày, nhu yêu nữ cũng xuất hiện, lang hàn vừa nhìn, khóe miệng không khỏi hơi co giật. Nhu yêu nữ không phải là một người, mà có chí ít mười mấy nam nhân chen chúc mỗi người đều ân cần tựa hồ hận không thể dâng lên linh hồn của mình nhìn thấy lăng hàn nhu yêu nữ không khỏi nở nụ cười xinh đẹp khóe miệng càng nổi lên vẻ đắc ý xem đi mị lực của bổn cô nương làm sao đi lăng hàn căn bản không có để ý tới tay trái ôm nữ hoàng tay phải nắm tay nhỏ của hồ nữ xoay người rời đi chờ ta a à, nhu yêu nữ vội vã nhảy xuống đầu rồng đuổi theo lăng hàn để mười mấy nam nhân kia đều lộ ra vẻ căm ghét Chương 2248, Bình Nguyên. Dựa vào cái gì? Bọn họ một đường lấy lòng, gặp nguy hiểm đều cướp lên, nhưng Lăng Hàn rõ ràng không có làm gì, nhưng để nữ thần trong lòng bọn họ đuổi theo, cái này để bọn họ làm sao nhẫn? Ngươi đứng lại, một tên nam tử thả người vào tới, che ở phía trước ba người Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt nói, tránh ra, nếu ngươi có bản lĩnh, ta làm sao ngăn được ngươi? Nam tử này ngạo nhiên nói, nói rõ là đang khiêu khích. Cút đi hổ nữ khe quát một tiếng oanh đấm ra một quyền nam tử kia nhất thời bay lơ lửng lên trời trong nháy mắt liền hóa thành một điểm đen nhỏ các ngươi còn ai muốn làm chó chặn đường tiểu nha đầu quét tới những người còn lại ánh mắt cực kỳ hung tàn những người còn lại vội vã lắc đầu may mắn mình không có kích động như vậy bằng không kết cục chính là tên nam tử vừa nãy kia nơi này có quy tắc trọng lực áp chế ai cũng không cách nào vọt người bay lên bởi vậy bị đánh bay lên cao như vậy té xuống có khả năng nát bét cực cao vậy khẳng định là chết đến không thể chết thêm lăng hàn nở nụ cười nắm tay của hai nữ cất bước nhu yêu nữ vội vàng đuổi theo cúi thấp đầu thật giống như cô dâu nhỏ bị ức hiếp vách núi này liên tiếp một bình nguyên to lớn lúc này là bình nguyên chân chính cỏ xanh cao nửa thước mênh mông vô bờ thật giống như một hải dương màu xanh lục mà ở phương xa vô tận có một thần long xoay quanh vào hư không cho dù cách vô cùng xa vẫn có thể cảm ứng được từng đạo từng đạo long uy truyền vang khiến lòng người lay động thuyết phục. Có điều đây cũng không phải là một thần long chân chính, mà là một ngọn núi, chỉ là cực kỳ chót vót, nhìn qua như một con rồng. Bốn người lăng hàn đi về phía tòa thần long sơn kia, cái này cũng là phương hướng mà tất cả những người khác đi tới. Vùng bình nguyên này thực quá to lớn, cho dù đi về một phương hướng, rất nhanh liền để mọi người phân tán, như sao nằm dậy đặc bầu trời, bọn họ cũng linh tinh mà phân tán ở trên vùng bình nguyên này, khoảng cách càng ngày càng xa. Một đường đi tới, phía trước con núi cao giống như thần long kia chỉ dẫn, cũng không cần lo lắng sẽ lạc mất phương hướng. Thảo nguyên này giống như đại đương khiến người ta mới mẻ, nhưng thời gian trôi qua lâu, dĩ nhiên là sẽ phiền. Thét, đột nhiên, một vệt bóng đen từ trong bụi cỏ chạy ra, là một hắc báo, trên người che kín quang văn màu tím, lúc tấn công tỏa ra một loại ánh sáng lung linh, mục tiêu nhắm thẳng vào nhu yêu nữ. Nhu yêu nữ tức giận, mục tiêu công kích thứ nhất chính là mình, đây là coi mình dễ bắt nạt nhất sao. Ha ha, Lăng Hàn cười to, người xác thực dễ bắt nạt nhất, hắn không có ra tay, bởi vì con hắc báo này cũng không quá mạnh mẽ. Nhu yêu nữ khẽ quát một tiếng, đánh về phía hắc báo. Oanh oanh oanh, một người một báo triển khai ác chiến, lại là cục diện không phân cao thấp. Hắc báo này là âm hồn cảnh, sức chiến đấu rất mạnh, tiếp cận trình độ vương giả, bởi vậy cho dù nhu yêu nữ là hoàng giả, có thể vượt qua một cảnh giới vô địch, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không cách nào bắt nó. Hổ nữ nhàm chán ngáp một cái, chiến đấu như vậy nhìn đến nàng sắp buồn ngủ chết rồi. Như yêu tinh, nếu đến giúp ngươi a, à, nàng nổ ra một quyền, đùng, con hắc báo này lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ồ, lang hàn cùng nữ hoàng đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắc báo lại không có bị hổ nữ đánh giết. Nếu tiểu nha đầu ra tay, vậy khẳng định đã tính chính xác thực lực của con hắc báo này, một quyền xuống hẳn đánh giết hắc báo thành cặn bã mới đúng. Nhưng kết quả hoàn toàn không phải như vậy, cú đấm này chỉ đánh bay hắc báo lực phòng ngự có chút kinh người, oanh, hắc báo ngã vào trong bụi cỏ, nó dẫy ruộng bò lên, có chút miễn cưỡng. Tuy không chết, nhưng hổ nữ vẫn tạo thành trọng thương với nó. Để ngươi bắt nạt ta, nhu yêu nữ vồ tới, ra tay đánh nhau, hiện tại hắc báo trọng thương, tự nhiên chỉ có bị nàng bạo đánh, nhưng dù như vậy, nó vẫn bị oanh chỉ ít chừng trăm phát mới rốt cuộc bị giết chết. Ra thì thật là cứng cỏi, lang hàn đi tới, hắn thử lực phòng ngự của hắc báo, gần như đạt đến cấp bậc địa hồn, chẳng trách có thể chịu đựng một đòn của hổ nữ mà chỉ trọng thương. Nữ muốn ăn thịt nướng, hổ nữ bắt đầu chảy nước miếng, lang hàn rút gân lột ra hắc báo, nhưng ngoài ý muốn ở trong chán của hắc báo phát hiện một viên tinh thạch, màu xanh lục, tình trạng nửa trong suốt, mơ hồ có một luồng long uy tràn ra. Tại sao có thể có long uy? Bốn người đều kinh ngạc, nơi này là bách long bí cảnh, truyền thuyết táng hơn trăm con thiên long, đều là cấp bậc tiên vương, vậy nhất định sẽ có thật nhiều chỗ tốt lưu lại, đủ khiến sinh linh ở nơi này phát sinh lột xác. Lăng Hàn suy đoán nói, này có thể ăn sao? Hổ nữ nhìn chằm chằm tinh thạch, còn liếm môi một cái. Nhà đầu này coi đồ vật hữu dụng hay vô dụng, là nhìn có thể ăn được hay không? Đây là long tinh, hiệu quả không sánh được long tức, nhưng sau khi luyện hóa vẫn còn có chút chỗ tốt. Tiểu tháp đột nhiên nói, nha, như vậy a, à. Lang Lăng Hàn cất long tinh đi, đã có tác dụng tự nhiên không thể lãng phí. Bọn họ tiếp tục tiến lên, chỉ thấy thảo nguyên đang từ từ biến mất, phía trước xuất hiện dãy núi chập trùng, có từng mảng từng mảng rừng cây nhỏ, loạn thạch lan tràn. Chẳng trách mới vừa rồi xuất hiện một con hắc báo, hóa ra là sắp đi vào khu vực núi rừng. Một tiếng lệ gọi, chỉ thấy giữa bầu trời có một con đại bàng to lớn bay qua, nhưng móng vuốt cực kỳ kỳ quái, không phải vuốt chim phổ thông, mà là ngũ trảo hình rồng, có ánh sáng vàng kim lộng lẫy lưu chuyển, phảng phất như kim loại. Một tiếng lệ khiếu hóa thành lưỡi dao, tước về phía bốn người lăng hàn dài hơn một dặm, lưỡi dao thổi qua, tảng lớn cây cối đều bị cắt bỏ, một đường thế không thể chặn. Lăng Hàn hừ một tiếng, nắm chặt song quyền, sau đó cũng giống to một tiếng, oanh, trong cơ thể hắn tuôn ra năng lượng bão táp đáng sợ, ầm ầm mà ra. Bản nguyên trùng kích, cơn bão năng lượng dâng lên, phía trước nhất thời xuất hiện một khu vực chân không hình mũi khoan, mà đại bàng đánh ra sóng âm cũng bị vót ra một lỗ hổng, từ bên cạnh mấy người lăng hàn xẹt qua, không có tạo thành một chút xíu phá hoại. Đại bàng thấy một đòn vô hiệu, không khỏi lại khiếu một tiếng, chỉ là lần này không có phát ra sóng âm, mà chỉ phẫn nộ lệ gọi, tựa hồ muốn nói tại sao đòn đánh này không giết chết bọn người lăng hàn. chương 2249, Long Tinh Kỳ Quái Tốc độ của nó nhanh chóng, chỉ đập cánh một cái mà thôi, cũng đã biến mất ở phương xa, nhưng ngay sau đó quay đầu lại, bay trở về, bay lượn ở trên bầu trời, tốc độ giảm bớt rất nhiều. Đại bàng nhìn chằm chằm mấy người lăng hàn, trong đôi mắt tỏa ra hàn quang, đột nhiên lại phát một tiếng lệ gọi, hóa ra bốn đạo sóng âm phân biệt đánh về phía bốn người lăng hàn nữ hoàng còn không hết hy vọng lăng hàn xuất kích vẫn là một đòn bản nguyên trùng kích bùng nổ ra năng lượng bão táp kinh khủng dập tắt bốn sóng âm con đại bàng này là cấp bậc thiên hồn nhưng lực công kích vượt xa có khả năng cực cao là hoàng giả thậm chí là đế giả bởi vậy đừng nói nữ hoàng hổ nữ không thể ngang hàng ngay cả lăng hàn không dùng bản nguyên trùng kích cũng không thể là đối thủ lăn xuống đây lăng hàn nhìn giữa bầu trời quát lên quy tắc trọng lực nơi này quá mức hỗn loạn hắn không cách nào bay lên đại bàng không để ý chút nào chỉ xoay quanh ở trên bầu trời thỉnh thoảng liền phát ra một đạo sóng âm dằn vặt như vậy đến mấy lần đại bàng cuối cùng biết không thể nào giết chết lăng hàn liền rung hai cánh lên phá không bay đi lần này bay đi nó liền không trở về bốn người lăng hàn đều cực kỳ khó chịu tuy bọn họ không có bị tổn thương gì nhưng bị một xúc sinh lông dẹp liên tục công kích lại không thể hoàn thủ tự nhiên để bọn họ nín một hơi Đáng tiếc, ở đây ngoại trừ tồn tại có hai cánh, thì không có một người có thể bay nổi, ngoại trừ dương mắt nhìn ra thì không có phương pháp khác. Hừ, đừng cho nữ phát hiện xào huyệt của nó, nếu không bới tổ của nó. Hổ nữ tức giận nói, bốn người tiếp tục lên đường, bọn họ không có tiến vào rừng cây, trời mới biết bên trong sẽ có món đồ gì. Ở trong bí cảnh, nhất định phải cẩn thận, bởi vì có chút nguy hiểm đến từ rất nhiều tồn tại bé nhỏ không đáng kể. Tỉ như một con sâu nhỏ, rõ ràng không có tu vi gì, nhưng có thể dễ dàng cắn phá phòng ngự của cường giả truyền vào kịch độc cũng có cỏ dại không đáng chú ý lá cây như răng cưa có thể để cho phòng ngự của cường giả tiên phủ mất đi hiệu lực trên lá cây đồng dạng có kịch độc giết người trong vô hình tỉ như trên đất có đá nhọn không gì không xuyên thủng sát khí có thể phá diệt sinh cơ vì lẽ đó có thể không đi chỗ hoàn cảnh không rõ tốt nhất vẫn là đừng đi ngang một tiếng thú thét vang lên chỉ thấy một con gấu đen to lớn từ trong loạn thạch đi ra thân thể dài tới 10 trượng, trong đôi mắt lưu chuyển hỏa diễm, cực kỳ có lực áp bách. Nếu đến, hổ nữ thấy mà hai mắt phát sáng, là người thứ nhất xông ra ngoài. Có chân gấu ăn rồi, oanh, nàng chỉ đập ra, liền thấy một bóng người xẹt qua, đụng vào nham thạch, rơi xuống. Chỉ thấy hắc hùng đứng thẳng người, còn duy trì tư thế vỗ trưởng. Vậy bị vỗ bay ra ngoài này đương nhiên chỉ có thể là hổ nữ. Đau quá đau, hổ nữ nhe răng, từ trong nham thạch lách ra, nàng bị khảm vào trong đá, chấn động đến xương cốt toàn thân muốn vỡ nát. Bàn chân gấu thật lợi hại, có điều hẳn ăn rất ngon. Nàng nhảy lên, lại công về phía Hắc Hùng. Hắc Hùng dở lại trò cũ, vẫn một cái tát rút ra, nhưng tuy hổ nữ nhìn qua vô căn cứ, nhưng mổ tính chiến đấu của nàng cực cao, làm sao có khả năng ở trong một cái cống lật thuyền hai lần. Thân hình của nàng động chuyển, xèo xèo xèo, vòng quanh Hắc Hùng chuyển lên, phát huy tính nhanh nhẹn của mình đến trình độ cực cao. Côn bằng là cái gì? Là bằng, đập cánh chín vạn dặm gào thét phân thiên chính là một trong đại biểu của thiên hạ cực tốc trong nháy mắt trên sân đều là cái bóng của hổ nữ chỉ ít hơn trăm cái đây là tốc độ của nàng quá nhanh lưu lại tàn ảnh gần như chân thực đến đi tên to xác nữ nhất định phải gạm chân gấu của ngươi nàng nhớ mãi không quên chân gấu đây là oán niệm của một kẻ tham ăn hắc hùng rít gào cảnh giới của nó đạt đến thiên hồn bản thân cũng là vương giả luận thực lực cách xa hổ nữ nhưng vấn đề là nó căn bản đập không chúng người, vậy sức chiến đấu mạnh hơn thì đã làm sao? Oanh, 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 ngược lại là hổ nữ, không ngừng cho hắc hùng một quyền một trường, đừng xem vóc người của nàng thanh thuần đáng yêu, nhưng ra tay tuyệt đối là vừa nặng vừa tàn nhẫn, đánh cho con hắc hùng này không ngừng kêu oa oa, hỏa diễm trong đôi mắt hóa thành hình cầu. Hai quả cầu lửa này mới đầu là màu đỏ, nhưng lại đang từ từ biến thành đen, thỉnh thoảng có một mạch văn màu trắng hiện lên, có vẻ cực kỳ quỷ dị trong lòng lăng hàn bay lên một cảm giác bất an nói. Nếu, cẩn trọng một chút, quên đi, vẫn là ta đến, không muốn, nếu còn muốn chơi. Hổ nữ cười hì hì, tiếp tục ra tay với hắc hùng. ầm, um, đúng lúc này, hai quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên nổ tung, sau đó hình thành một làn sóng xung kích đáng sợ, oanh, phạm vi mười dặm tất cả đều hóa thành biển lửa, có quy tắc hệ hỏa đáng sợ tàn phá, muốn đốt diệt tất cả. Lăng Hàn thu tay về, vừa nãy hắn đúng lúc ra tay, bảo hộ ở trước người nữ hoàng cùng nhu yêu nữ, nhưng hổ nữ. Nữ không có chuyện gì, hổ nữ cười hì hì, quanh người của nàng có một quang thuẫn, là một con côn bằng đang muốn nổi lên mặt nước, vỗ cánh bay lượn, trong một tiếng quát của nàng, con côn bằng này bay ra, chân áp về phía hắc hùng. Oanh, dưới va chạm, hắc hùng lập tức lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã trồng vó. Đây là tiểu nha đầu kích hoạt côn bằng huyết mạch, nhưng đại chiêu như vậy cũng chỉ để hắc hùng lảo đảo một cái, cũng không có bị thương, có thể thấy được thực lực của Hắc Hùng rất cao. Cùng tiến lên, Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Nhu Yêu Nữ đều xông lên, hợp lực lượng bốn người quần ẩu con Hắc Hùng này. Nếu như Lăng Hàn không phát động bản nguyên trùng kích, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của con Hắc Hùng này, cho dù bốn người liên thủ cũng không có tác dụng, chỉ có thể duy trì một tư thế hòa nhau. Có điều thể phách của Lăng Hàn đủ mạnh, hoàn toàn chịu đựng được Hắc Hùng oanh kích, có hắn chủ công, vững vàng hấp dẫn Hắc Hùng công kích, để ba nữ phát huy được lực công kích. Cọ sát hai ngày, bọn họ rốt cuộc đánh giết con hắc hùng này, đều đặt mông ngồi xuống, chỉ cảm thấy mệt đến đòi mạng. Bọn họ thở hổn hển mấy tức, đều cười lớn, chỉ cảm thấy khoái ý không nói ra được. Bằng thực lực chân chính của bản thân đánh giết một mãnh thú mạnh mẽ hơn mình, đây là một loại cảm giác thành công mãnh liệt. Chương 2250, sông lớn ngăn đường. Bàn chân gấu, bàn chân gấu, chỉ có hổ nữ thần kinh khác hẳn với người thường, nàng đắc ý mà đánh giá hắc hùng, nước miếng chảy ròng. Lăng Hàn nghỉ ngơi một chút, bắt đầu làm thịt hắc hùng, nướng bốn bản chân gấu, vừa vặn một người một cái. Thịt tiên thú thiên hồn cảnh vốn là cực kỳ mỹ vị, huống chi là thứ tốt như chân gấu. Lại có một viên long tinh, hắn ở trong đầu của hắc hùng lấy ra một viên long tinh màu đỏ. Ô, phía trên thật giống như có hoa văn gì, nhu yêu nữ mắt rất sắc, nữ hoàng cầm tới nhìn, rất nhanh gật gù, là có hoa văn, hơn nữa có tính quy luật rất mạnh, nhưng cụ thể là cái gì thì không thấy được. Lăng Hàn cũng tiếp nhận quan sát, viên long tinh này xác thực không giống viên lúc trước bọn họ đạt được, phía trên có hoa văn rất phức tạp, nhưng tuyệt đối không phải phù hiệu đại đạo, điểm ấy Lăng Hàn có thể hoàn toàn khẳng định. Lăng Hàn thu hồi viên long tinh quái lạ này, tiếp tục tiến lên phía trước. Có thể chậm rãi nghiên cứu, không cần nóng lòng nhất thời. Sau hai canh giờ, bọn họ lần thứ hai tao ngộ một mãnh thú, nhưng thực lực yếu ớt hơn nhiều lắm, sau khi đánh giết, rất tự nhiên đạt được một viên long tinh, nhưng đây là một viên long tinh rất bình thường, cũng không có hoa văn kỳ kỳ quái quái gì. lẽ nào chỉ có tồn tại thực lực siêu cường mới sẽ sinh ra long tinh có hoa văn. bọn họ suy đoán cái này rất dễ dàng tìm được chứng minh, bởi vì cũng không lâu lắm bọn họ liền gặp phải một quái vật khổng lồ. đây là một con rùa lớn đang ở trong núi chậm rãi bò, nhưng đạp chân một cái liền để núi đông đưa địa chấn, thanh thế lớn kinh người. ầm, um, con rùa lớn này phát hiện bọn người lăng hàn, vừa nhấc chân liền rơi xuống, phảng phất như một ngọn núi đè xuống. phong vân gào thét bàn chân có một phù hiệu màu vàng đang phát sáng. Nếu như không có ký hiệu này, bốn người lăng hàn có thể không né không tránh, mặc cho bắn chúng. Lực lượng người to lớn hơn nữa cũng vô dụng, căn bản không gây thương tổn được bọn hắn, nhiều lắm chính là đánh bọn họ vào trong bùn đất, hoặc thẳng thắn đập ra một cái động, thật giống như bọn người lăng hàn là cái đinh. Ở trước mặt quy tắc, lực lượng thuần túy như giấy rán, một chút ý nghĩa cũng không có. Vì lẽ đó, tiên nhân đều phải thu quy tắc, lực lượng hòa vào quy tắc liền không giống, Vậy sẽ sản sinh đả kích đáng sợ, lực lượng ở dưới quy tắc giúp đỡ sẽ phát huy ra lực phá hoại nên có. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, vung quyền đón nhận, oanh, một tiếng vang thật lớn, chân rùa hạ xuống, thế không thể chặn. Khi chân rùa nhấc lên, chỉ thấy bốn người Lăng Hàn đều rơi vào trong mặt đất, nhưng mỗi một cái không hề tổn thương. Đây là Lăng Hàn mở ra tấm chắn nguyên lực, trung hòa xung kích, bằng không ngoại trừ Lăng Hàn, ba nữ đều sẽ phun máu tươi, thực lực yếu như Nhu yêu nữ bị dẫm thành thịt nát cũng không phải là không có khả năng. Oanh, rùa lớn giơ chân lên, lại lấy cao tốc đáng sợ đập xuống, nói rõ muốn dẫm nhiều lần, đạp bọn người lang hàn thành cặn bã. Để ngươi cuồng, lang hàn lấy ra tiên ma kiếm, người kiếm hợp làm một, bay về phía giữa bầu trời. Phốc, một đạo máu tươi bắn tung tóe, chỉ thấy lang hàn miến cưỡng xé ra da dày của rùa lớn, xuyên thấu bản chân, tiên ma kiếm phóng thích hào quang rừng rực, tiếp tục đâm tới đầu của rùa lớn. Rùa lớn phát ra gào lên đau đớn. Lấy hình thể của nó mà nói, Lăng Hàn xuyên ra vết thương kỳ thực không khác biệt gì kim đâm, đau đương nhiên đau, nhưng chỉ là một hồi mà thôi. Nhưng ai bảo đây là tiên ma kiếm chém ra, tiên khí tương lai a, à, lực phá hoại bá đạo như thế nào? Lúc này khí tức sắc bén đang bốc lên trong cơ thể rùa lớn, như nước vỡ bờ, bộ phận huyết nhục kia lập tức mất đi sức sống, đã biến thành một núi thịt chết. Cũng còn tốt chính là, con rùa rất lớn, có thể ở trong người trải ra một tầng lại một tầng phòng ngự, làm cho tiên ma kiếm lưu lại khí tức sắc bén không ngừng suy yếu, cuối cùng biến mất. Nhưng mà, cái này đã để một phần ba thân thể của con rùa lớn này hóa thành thịt thối, đủ thấy tiên ma kiếm đáng sợ. Lăng hàn tung kiếm chém tới, soạt soạt soạt, tiên ma kiếm múa tung. Cái đầu của con rùa lớn này rất lớn, lực lượng càng đáng sợ, trao đổi một người gặp phải nó khẳng định chỉ có phần xui xẻo, nhưng gặp phải lăng hàn, là con rùa lớn này xui xẻo, thân thể to lớn của nó ngược lại thành bia ngắm rõ ràng, lăng hàn làm sao chém cũng có thể kiến công để tên to xác này rất nhanh bò ở trên mặt đất thành một con rùa chết xé ra đầu của nó chỉ thấy bên trong có một viên long tinh màu vàng đất nhìn kỹ lại phía trên che kín hoa văn đó là một viên long tinh đặc thù hoa văn cũng không giống nhau lăng hàn quan sát một trận nói ba nữ đều gật đầu tuy hoa văn phức tạp người bình thường nhìn sẽ choáng váng nhưng đối với các nàng mà nói đảo qua một chút liền có thể nhớ kỹ cái này lại không phải phù hiệu đại đạo, liếc mắt nhìn sẽ bị thiên địa xóa đi. Mặc kệ nó, chúng ta đi, Hồ nữ tùy tiện, xác thực, bọn họ không thể quay đầu, chỉ có một đường đi tới. Trên đường tiến lên, dọc theo đường đi bọn họ lại đánh giết thật nhiều mãnh thú, có cống hiến long tinh phổ thông, có là long tinh đặc thù. Tổng thể mà nói, long tinh phổ thông nhiều, gần gấp 10 lần so với long tinh đặc thù. Bỏ ra một tháng thời gian, bọn họ rốt cuộc muốn tiếp cận tòa thần Long Sơn kia, nhưng đường đi tới biến mất rồi, để bọn họ chỉ có thể ngừng chân. Không có đường, một dòng sông to lớn chặn lại đường đi của bọn họ. Dòng sông rộng đến lạ kỳ, chỉ ít không phải ai có thể nhảy một cái mà qua. Như vậy trèo thuyền mà qua, Lăng Hàn thử lấy ra thuyền gỗ trong hắc tháp, nhưng vừa ném vào giữa sông liền bị ăn mòn sạch sành xanh, chỉ thấy trong sông có từng cái phù hiệu đại đạo cuồn cuộn, chính là những phù hiệu đại đạo này phá hủy thuyền gỗ. Thuyền gỗ không được, thuyền sắt cũng không được, món đồ gì cũng không chịu nổi ăn mòn của sông nước có lẽ tiên kim có thể nhưng ai có thể cầm tiên kim ra chế tạo một chiếc thuyền cái này không phải lãng phí rất lớn sao vòng quanh đi một vòng có thể có cầu có lẽ sẽ gặp phải phần cuối bọn họ vòng quanh sông lớn đi dọc theo đường đi gặp rất nhiều người cũng gặp phải rất nhiều người từ một hướng khác đi tới điều này làm cho mấy người lăng hàn phát lên cảm giác xấu có thể con sông này là vòng quanh thần long sơn vậy bất kể quanh quẩn như thế nào cũng không thể vòng qua Chương 2251, nửa đường cướp. Nhưng không có đi một vòng, ai sẽ chết tâm chứ? Cái vòng này lớn kinh người, đi 17 ngày, bọn người Lăng Hàn mới rốt cục trở về chỗ cũ. Quả nhiên, sông lớn là khép kín, không có để lại một con đường. Vậy làm sao qua sông đây? Không đúng, Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến, hắn dọc theo sông lớn đi một vòng, xác thực nhìn thấy rất nhiều người, nhưng cũng có thật nhiều người không nhìn thấy, tỉ như mấy siêu cấp đế giả, thậm chí mấy người đô thiếu tuấn lòng bộ thiên cũng một cái không có gặp phải lẽ nào những người này đi ở trước bọn họ mới từ đầu đến cuối không có gặp phải lại đi một vòng lần này bốn người lăng hàn tuyển chọn phương hướng ngược lại quả nhiên có thật nhiều người đi ở trước lăng hàn bởi vậy không có gặp phải như thế phương hướng ngược vòng liền nhìn thấy toàn bộ nhưng đám người thiên thanh nguyệt dư hoa thanh vẫn không có nhìn thấy nơi này nhất định có đường nối khác đi tới thần long sơn vì lẽ đó những người kia đều đi tới chỗ khác không có tới nơi này lãng phí thời gian. Lăng Hàn chắc chắn nói, nhưng đường núi khác ở đâu đây? Trong lòng Lăng Hàn hơi động, lấy những long tinh đặc thù kia ra, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ. Những hoa văn này hợp lại, có thể là một bản đồ hay không? Đột nhiên đại não của hắn xoay chuyển, địa đồ, cái gì địa đồ, nhu yêu nữ hỏi, cũng coi như là tiếp lời. Đều nói phải lên thần Long Sơn, nhưng sông lớn ngăn cản căn bản không có cách nào đi tới, có lẽ sẽ có một con đường hầm dưới lòng đất có thể vượt qua sông thì sao? Lăng Hàn nói, vậy tự chúng ta đào. Hổ nữ hăng hái, dưới cái nhìn của nàng đây chính là một chuyện chơi vui. Cô gái nhỏ nói làm liền làm, nhưng chỉ đào một chút, liền có nước sông tuôn ra, nếu không phải Lăng Hàn ra tay nhanh, một cái liền vứt tiểu nha đầu qua một bên, e là nàng đã bị nước sông hủ hóa mất. Nước sông thật xấu, suýt chút nữa thương tổn được nữ. Hổ nữ giận tím mặt, quay về nước sông tức giận nói lăng hàn cười cợt nắm tay của hổ nữ đi về phía trước đến chúng ta đi giết nhiều một chút mãnh thú bọn họ triển khai lữ trình săn giết cái này rất nhanh để hổ nữ vô cùng phấn khởi bởi vì tiểu nha đầu lại được ăn đối với một kẻ tham ăn mà nói lại có cầu gì từng con mãnh thú ngã ở dưới chân của bọn họ cống hiến ra lượng lớn long tinh tuy lấy long tinh phổ thông là nhiều nhưng đồ chơi này là vật đại bổ lại có thể để thăng lĩnh ngộ ai cũng sẽ không ngại nhiều còn có thể bán đi đổi lấy tinh thạch bọn họ đạt được long tinh đặc thù cũng càng ngày càng nhiều nhưng cách địa đồ mà Lăng hàn nói tới kém rất xa chỉ ít hiện tại vẫn là một đoàn rối loạn hoàn toàn không có cách nào chắp phá được lại là một tên to xác hai tháng sau bọn họ đi tới một gò núi nhỏ phía trước có một con hùng sư lông vàng nhưng mọc ra ba cái đuôi nhìn kỹ phía trên mỗi cái đuôi lại tất cả mọc ra một cái đầu chỉ là nhỏ hơn nhiều không phải hết sức rõ ràng cái này là quái vật gì quản nó là quái vật gì giết ăn hổ nữ gào gào gọi, dẫn đầu giết ra ngoài. Lăng Hàn, nữ hoàng, nhiều yêu nữ cũng bận biểu theo vào, hiện tại bốn người bọn họ phối hợp càng ngày càng ăn ý, liên thủ lại cơ bản có thể làm thịt hoàng giả cấp bậc thiên hồn. Dù sao mãnh thú nơi này ở trên thông minh có nhược điểm rõ ràng, có thể dễ dàng nắm mũi dẫn đi, không có trí tuệ, không đáng sợ. Bốn người triển khai vây giết, còn bỏ ra sắp tới bốn canh giờ mới quyết định tên to xác này. Lăng Hàn đã rất lâu không dùng bản nguyên trùng kích, bởi vì hắn muốn cho ba nữ rèn luyện một chút, thực lực đương nhiên cần thực chiến mài rũa. Ô, nơi này có một tên to xác, thanh âm kinh hỉ vang lên, chỉ thấy một nhóm bảy người xuất hiện, phát hiện nơi đây còn có bốn người lăng hàn, mỗi người đều lộ ra vẻ dữ tợn. Ánh mắt của lăng hàn quét qua, không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong bảy người lại còn có một người hắn quen biết. Nguyễn Đông Tương, kỳ quái, sao đến nơi nào cũng sẽ thấy người này nhỉ? Các người có thể lăn, trong bảy người, một tên nam tử trung niên áo vàng ngạo nhiên nói, ánh mắt đảo qua ba nữ hổ nữ, ánh mắt phát sáng, lộ ra vẻ kinh diễm, nhưng không hề nói lưu lại ba nữ gì. Dù sao, có thể đánh giết một quái vật như thế, thực lực của bốn người này tất nhiên bất phàm, có thể không gây xung đột liền không nên gây xung đột. Nguyễn Đông Tương hận hận nhìn Lăng Hàn, nhưng hắn cũng vô liêm sỉ, vỗ mông ngựa mới có thể tiến vào đội ngũ này, nào dám bởi vì cá nhân ân oán mà để những người này phát sinh xung đột với Lăng Hàn. Trong lòng hắn chỉ có âm thầm cầu khẩn Lăng Hàn không chịu thỏa hiệp, vậy hai bên không đánh cũng phải đánh. Không biết cút, Người làm thử để chúng ta thưởng thức xem. Lăng Hàn cười nhạt nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, ta chắc chắn đánh người thành ngu ngốc. Nam tử trung niên áo vàng sững sờ, sau đó lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Nguyên bản còn muốn lưu cho các ngươi con đường sống, nhưng người miệng tiện, nhất định phải tự tìm đường chết. Người xấu xí hung ác cái gì, phóng ngựa lại đây, xem nếu làm sao chừng trị ngươi. Hổ nữ vuốt vuốt tay áo một cái, lộ ra hai đoạn ngọc thủ trắng như tuyết, nhất thời để bảy người đều nhìn trợn tròn mắt tuyệt không thể tả đẹp không sao tả xiết lô ca ba cô gái này không cần giết à. trong bảy người một nam tử áo xanh tiến tới nói với nam tử trung niên áo vàng có thể bắt thì bắt không thể bắt cũng chỉ có thể làm thịt nam tử trung niên áo vàng vẻ mặt hung ác nghiêm túc nếu tích chữ ý nghĩ bắt sống vậy trong khi xuất thủ sẽ có sự kiêng dè mà bốn người đối phương có thể chém giết một mảnh thú to lớn thực lực tất nhiên không yếu bởi vậy đừng nhìn bọn họ nhiều người nhưng khi ra tay có kiêng kỵ, rất dễ dàng liền trở mình, vì lẽ đó như hắn từng nói, có thể bắt thì bắt, không thể bắt liền làm thịt. Chết cũng đừng lãng phí, ta cần. Một hắc y nhân nói, mặt hắn khô gầy như lão tẩu, nhưng nơi này rõ ràng chỉ có người không đủ ngàn vạn tuổi mới có thể đi vào, phỏng chừng hắn là tu luyện tà công gì, mới sẽ làm thân thể xuất hiện biến hóa như thế. Nghe hắn nói như vậy, ngay cả đồng bạn của hắn cũng lộ ra vẻ căm ghét. Trường 2252, người dám gạt ta thượng bọn họ là biết người này tu luyện tà công lúc ngủ sẽ ôm một bộ thi thể quả thực chính là quái vật có điều thực lực của người này cũng cực kỳ mạnh mẽ nếu không thì bọn họ sẽ không mang đối phương theo bên người người như vậy chỉ nhìn một chút cũng sẽ để con mắt người khó chịu nữ hoàng lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ nàng khinh người kiêu ngạo chỉ cảm thấy tất cả mọi người trên đời này đều phải nằm dạp ở dưới chân của nàng nhưng hiện tại lại có người dám bất kính với nàng cái này tự nhiên làm cho nàng nổi giận Nguyên bản còn dự định chỉ dạy dỗ các người một trận, dù sao mọi người không có thủ oán gì, nhưng hiện tại. Lăng Hàn dừng một chút, sát khí bắt đầu lưu truyền. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, nam tử trung niên áo vàng lớn tiếng kêu lên, nhất thời, bảy người đồng thời nhảy ra, công về phía bốn người Lăng Hàn. Nguyễn Đông Tương đầy mặt đều là vẻ dữ tợn, trong ánh mắt càng có một tia khoái ý. Một đường này, hắn rõ ràng biết, sáu tên đồng bạn này mỗi người đều là thiên hồn đỉnh, mặc dù ngay cả cấp bậc vương giả cũng không đạt đến, nhưng dòng giã sau cái, sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Mấy người lăng hàn, người mạnh nhất cũng chỉ là dương hồn, coi như là đế giả, vậy cũng chỉ có thể địa hồn vô địch, làm sao ngang hàng thiên hồn. Huống chi là thiên hồn đỉnh cao, sau đôi bốn, vậy tự nhiên là chắc thắng tuyệt đối. Hắn cũng cực kỳ khâm phục mình, có thể tìm được chỗ dựa cực kỳ cứng, gặp phải nguy hiểm chỉ cần trợ uy là được. Một đám cặn bã, chịu chết đi, hổ nữ nhảy ra, ra tay đánh nhau. Có điều, chỉ mỗi một mình nàng là hoàn toàn không phải đối thủ của sáu người này, rất nhanh liền bị oanh trở về. "Lăng Hàn, giúp nữ." Tiểu Nha đầu nói. "Được." Lăng Hàn cười nói, cùng nữ hoàng sóng vai giết ra. Như yêu nữ không có tham chiến, đối phó mãnh thú không thông minh có thể, nhưng đối mặt nhân loại, khuyết điểm của nàng sẽ lập tức bộc lộ ra, bất luận bị người nào nhìn chằm chằm cũng có thể dễ dàng đánh giết hoặc bắt nàng, vì lẽ đó vẫn là chạy càng xa càng tốt, đừng đến tham gia náo nhiệt. Đại chiến bắt đầu, rất nhanh thì tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ, tất cả mọi người dồn dập thả ra phân hồn của mình, dương hồn chỉ có một phân hồn, nhưng thiên hồn nhiều đến bốn, đối phương sáu người tổng cộng có thể diễn hóa ra ba mươi bóng người, vây đánh ba người sáu thân bên lang hàn, ưu thế nhân số hết sức rõ ràng. Nữ hoàng một tiếng kêu to, phát động lực lượng huyết thống, nhất thời có thêm 18 phân thân, ở trên nhân số hòa nhau rất nhiều, nhưng thực lực tăng lên lại không có biến hóa về chất. Chiến chiến chiến, Lăng Hàn cũng không có sử dụng bản nguyên trùng kích, nhưng tiên thuật khác đều hiển hiện, đối với người mới tốt, mãnh thú dù sao cũng quá đần độn. Hắn triển khai thời gian quy tắc, dồn dập trì hoãn công kích của đối thủ, lại vận dụng quy tắc không gian, thân hình không chỉ phiêu giật, còn thỉnh thoảng trục xuất công kích của đối thủ, nhiều lần hóa giải nguy cơ cho nữ hoàng cùng hổ nữ. Trước giết nam nhân này, sáu người đối phương nhìn ra, không giết Lăng Hàn, bọn họ căn bản không thể tiêu diệt được bốn người Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, nếu như đều đến công kích hắn vậy sáu người này cùng mãnh thú lúc trước có cái gì khác nhau có thể để cho sức chiến đấu của hổ nữ cùng nữ hoàng toàn mở ở sáu người nam tử trung niên áo vàng xem ra lăng hàn có uy hiếp lớn nhất nhất định phải lập tức giết chết nếu không thì không chỉ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ cũng làm cho nữ hoàng cùng hổ nữ có bảo đảm sinh mệnh không thể diệt trừ nhưng trước tiên giết chết lăng hàn trừ đi một đại địch vậy bọn họ không chỉ có thể thắng thậm chí có thể bắt giữ nữ hoàng cùng hổ nữ có cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn nhất thân phương trạch, dù sao hai nàng này đẹp đến siêu phàm thoát tục. Dưới cái nhìn của bọn họ, sáu người liên thủ khẳng định có thể bắt được Lăng Hàn, dù sao song phương tranh lệch cảnh giới bảy biện ở đàng kia. Cái này ở dưới đại bộ phận tình huống đều áp dụng được, nhưng chỉ có đối với Lăng Hàn là không có tác dụng. Thể phách của hắn mạnh đã đạt đến cấp bậc biến thái, căn bản không phải phân hồn có thể đánh tan. Oanh, 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 ở sáu đại thiên hồn đỉnh cao công kích, Lăng Hàn không ngừng trúng chiêu. Có chút đúng là hắn không thể tránh thoát được, có chút là hắn chẳng muốn né tránh, bộ thể phách này để hắn có thể tùy hứng. Hắn xong quyền liền oanh, nhanh đến không cách nào hình dung. Làm sao có khả năng, tốc độ ra quyền của hắn chí ít là gấp 3 chúng ta, một người liền có thể hoàn toàn chặn được ba người công kích. Quái vật a, sáu người đều là kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng sức chiến đấu của Lăng Hàn không bằng bọn họ, nhưng tốc độ xuất thủ lại nhanh đến mức kinh người, hoàn toàn cản lại công kích trong ba người bọn họ. Tuy còn có ba người công kích có thể phát huy tác dụng, nhưng có bị Lăng Hàn né tránh, có thì ngạnh kháng, để sáu người bọn họ vây đánh một người cơ hồ không có tác dụng gì. Ngược lại là nữ hoàng cùng hổ nữ không ngừng tạo thành thương tổn với bọn họ, tuy không đến nỗi chí mạng, nhưng nếu thương thế không ngừng tích lũy, cuối cùng sẽ hình thành biến chất. Đừng tiếp tục đánh tiểu tử này, trước tiên giết chết hai nữ này. Nam tử trung niên áo vàng lớn tiếng kêu lên, thời khắc này hắn lại không có chút sắc tâm, so với tính mạng cùng tiền đồ của mình, nữ sắc lại tính là gì? Chỉ cần sống sót, chỉ cần có địa vị, mỹ nữ nào không phải vẫy tay tức đến. Hắn nhìn rất rõ ràng, năm người kia đều gật đầu, đổi mục tiêu công kích. Vậy thì lại trở về lúc trước, Lăng Hàn triển khai quy tắc thời gian cùng không gian, thay hai nữ phân hóa công kích, chỉ là bởi vậy, chiến đấu lần thứ hai lâm vào thế bí. Nguyễn Đông Tương nhìn về phía nhu yêu nữ, mắt lộ ra hung quang. Hắn đương nhiên kinh ngạc thực lực của Lăng Hàn, chỉ là ba dương hồn lại chặn được 6 thiên hồn, quả thực khó mà tin nổi nhưng chuyện đã đến nước này hắn nào có thời gian khiếp sợ nếu bên lăng hàn thắng được hắn tin tưởng mình sẽ mất đi mạng nhỏ hắn liền nhìn chằm chằm nhu yêu nữ tại sao hắn không có ra trận đó là bởi vì thực lực của hắn quá yếu ra trận cũng chỉ vướng chân vướng tay như vậy tương đồng nhu yêu nữ không có lên sân khấu cũng bởi vì thực lực của nàng càng yếu hơn ngay cả ba người lăng hàn cũng chỉ là dương hồn vậy nhu yêu nữ nhiều nhất cũng chỉ là dương hồn mà thôi chương 2253, người dám gạt ta, hạ. Hắn là địa hồn, hơn nữa còn là vương giả, có thể vô địch ở cảnh giới này, vậy hắn đối đầu nhu yêu nữ, tất nhiên có thể dễ dàng thắng lợi. Bắt nữ tử yêu mị này, ba người lăng hàn nhất định sẽ rối loạn trận tuyến, vậy kế tiếp đương nhiên là đại bại. Hắn cười gần, đừng tưởng rằng thực lực của hắn yếu liền có thể xem thường hắn, ngược lại, đầu của hắn rất linh hoạt, có khi phải dựa vào hắn mới có thể thu được thắng lợi. Xeo, Nguyễn Đông Tương nhảy ra, giết về phía nhu yêu nữ. Nhu yêu nữ lập tức lộ ra thái độ đáng thương nói. Phan cầu ngươi, không nên thương tổn ta, ta sẵn lòng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nguyễn Đông Tương nhất thời tim đập thình thịch, nhu yêu nữ quyến rũ tận xương, lời mềm nhũ này để xương của hắn mềm nhũn. Hơn nữa còn bất cứ chuyện gì, điều này không khỏi làm hắn ý nghĩ kỳ quái. Nhu yêu nữ vô cùng xinh đẹp đi về phía hắn, thân hình như rắn nước trái vặn phải vẹo, lay động ra phong tình vô hạn. Nguyễn Đông Tương hồn lìa khỏi xác, trong lòng hắn biết rõ ràng không thích hợp, nhưng trên chủ quan là cực kỳ hưởng thụ tình cảnh này, căn bản không muốn làm ra phản ứng chút nào. Ngớ ngẩn, thanh âm tràn ngập châm biếm vang lên, Nguyễn Đông Tương chỉ cảm thấy ngực tê dần, vội vàng lách thân hình, thình lình phát hiện ngực đã có thêm một thanh dao, đâm sát vị trí trái tim, nếu không phải hắn bị đau đúng lúc lách qua một chút, hiện tại trái tim khẳng định đã bể mất. Ở cường giả phân hồn mà nói, trái tim bạo còn không đến mức chết, nhưng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, bởi vì trong tim có tinh huyết, ngưng tụ lực lượng bổn nguyên trong cơ thể, bí phá nát chính là đại thương. Hắn vừa giận vừa hận, lạnh lùng nói, yêu nữ, ngươi dám gạt ta, như yêu nữ lộ ra vẻ tiếc hận, nàng vốn muốn đâm đỉnh đầu của Nguyễn Đông Tương, phá nát thức hải của đối phương, một đòn chí mạng. Nhưng vị trí này quá mẫn cảm, khi ra tay liền bị đối phương cảnh giác, không bảo hiểm bằng đâm trái tim. Đây cũng là bởi vì mỹ thuật của nàng còn chưa đến nơi đến chốn, bằng không dù đâm về phía thức hải của đối phương, Nguyễn Đông Tương cũng có thể mỉm cười đợi chết. Bổn cô nương chính là yêu tinh lừa người, người không phục sao. Nhu yêu nữ cười nhạo nói, Nguyễn Đông Tương tay che ngực, hắn đang áp chế thương thế, đối phương dùng chính là tứ tinh chuẩn tiên khí, thương thế không phải là dễ dàng liền có thể khôi phục, cho dù không có chân chính phá tan trái tim, vẫn để sức chiến đấu của hắn sụt giá một đoạn dài. Coi như ta bị thương, cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Hắn hét lớn, hai mắt đỏ bừng giết tới nhu yêu nữ nói chuyện viển vông nhu yêu nữ xem thường nói loại nam nhân chỉ có thể bắt nạt nữ tử yếu này là đáng xấu hổ nhất Âm, um, âm, um, âm, um, hai người bọn họ cũng chiến lên nguyên bản nguyễn đông tương là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng bởi vì bị thương để sức chiến đấu của hắn rơi xuống một đoạn dài bởi vậy tuy vẫn là hắn chiếm thượng phong nhưng muốn bắt thậm chí giết chết nhu yêu nữ đã không phải sự tình trong thời gian ngắn hắn lên cơn giận dữ không đi quản sáu tên đồng bạn cùng ba người lăng hàn thế cuộc làm sao nữa chỉ muốn bắt nhu yêu nữ. Hắn xin thề, nếu như bắt được nhu yêu nữ, vậy hắn nhất định làm đối phương đến chết, nếu như chết. Vậy cũng phải gian thi, hắn vẫn không có bị nữ nhân lừa gạt, còn bởi vậy trọng thương. Ở dưới thế tiến công mạnh mẽ của hắn, tình thế của nhu yêu nữ cũng càng ngày càng không ổn, hoàn toàn bị áp chế, ngay cả một chiêu cũng không trả nổi, tự vệ cũng cực kỳ cật lực. Ha ha ha, một chiêu này xem ngươi làm sao trốn. Nguyễn Đông Tương cuối cùng đẩy nhu yêu nữ vào tuyệt cảnh, hắn cực kỳ đắc ý, một trường chụp tới ngực của nhu yêu nữ, hắn không chỉ muốn bắt nữ nhân này, còn muốn trả đạp nàng. Một trường hạ xuống, mắt thấy cách ngực cao vót đã không xa, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười khoái ý. Vị hôn thê của mình chạy theo người, đây là một cây gai trong lòng hắn, hiện tại có thể đùa bỡn nữ nhân của người khác, để hắn phát lên một loại vui vẻ biến thái. Bóp nát nó, trong đôi mắt hắn bắn ra tà hỏa, một trường không chút lưu tình vồ xuống. Đùng, bàn tay hạ xuống, ô, không đúng a à, làm sao trống rỗng nguyễn đông tương ngơ ngác phát hiện tay của mình lại bị người nắm chặt rồi không thể đặt lên ngực ngạo nhân của nhu yêu nữ người nắm tay mình này là lang hàn cái tên này không phải đang ác chiến với người khác sao hí nguyễn đông tương lập tức tỉnh ngộ lại hắn nghiêng đầu chỉ thấy sáu người nam tử trung niên áo vàng đã bị đánh đổ có bị cắt thành hai mảnh có là sáu mảnh có thì hóa thành thịt cặn, ngay cả một khối xương hoàn chỉnh cũng không tìm được hắn giật mình chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi bọn họ còn đánh cho kịch liệt, hiện tại cũng đã kết thúc chiến đấu. Nguyễn Đông Tương tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi biến sắc. Không phải một hồi, thực lực của hắn cùng nhu yêu nữ tranh lệch không lớn, bởi vậy chờ hắn hoàn toàn áp chế nhu yêu nữ, chỉ ít đã là sự tình sau một hai ngàn chiêu. Cái này phải bao lâu, món ăn đều nguội, lang hàn cười nhạt nói, một đại nam nhân bắt nạt nữ nhân, không ngại ngùng sao. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? nguyễn đông tương run giọng hỏi đâm ánh mắt của ngươi nhu yêu nữ quát mắng một tiếng vươn tay phải ra đâm ở trên mắt của nguyễn đông tương a à, nguyễn đông tương kêu thảm thiết tuy cái này không có đâm mù con mắt của hắn nhưng vẫn đau dữ dội Nhu yêu nữ vẫn tức giận không giảm liên tục đâm kích nguyễn đông tương người này lại suýt chút nữa giết mình còn muốn sở ngực của mình quá đáng ghét phí lời với hắn nhiều như vậy làm gì giết hắn hổ nữ nói không 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 đừng có giết ta Nguyễn Đông Tương thốt lên, ta có thể cho các người bất luận đồ vật gì, van cầu các người đừng có giết ta. Không cần, Lăng Hàn đấm ra một quyền, oanh, Nguyễn Đông Tương liền bị hắn đánh nổ thành mưa máu. Lần này không phải phân hồn chứ, nhu yêu nữ hỏi, Lăng Hàn cảm ứng một chút, sau đó gật gù. Không phải phân hồn, là chủ thể. Hắn đi trở về, thu không gian dung khí của đám người nam tử trung niên áo vàng, mở ra xem, ngoại trừ rất nhiều long tinh phổ thông, còn có một chút long tinh đặc thù. Hiển nhiên, Bọn họ cũng biết tác dụng của Long Tinh đặc thù, mới bảo bọn người lăng hàn lưu lại thi thể của hùng sư lông vàng kia. Xem ra, rất nhiều người đều biết tác dụng của Long Tinh đặc thù. chương 2254, truyền tống, bọn người lăng hàn không biết, là bởi vì phó nhạc cũng không biết, mà đô thiếu tuấn. Hẳn biết, dù sao cũng là thổ dân của phổ An Thiên, mà hắn không có nói cho lăng hàn, hẳn không phải hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không biết lăng hàn không rõ ràng tình huống của nơi này. Một cái không hỏi, một cái hiểu lầm, liền tạo thành kết quả hiện tại. Xem ra, phương hướng của chúng ta không sai, Long Tinh đặc thù có thể giúp chúng ta tìm tới đường nối đột phá sông lớn. Bọn họ tiếp tục du đáng, săn giết mãnh thú, thu thập được Long Tinh đặc thù càng ngày càng nhiều. Đạt đến một điểm giới hạn, bọn họ liền để những Long Tinh này hợp lại, từng cái từng cái hoa văn liên tiếp, tạo thành hình dạng một cánh cửa, nhưng bởi vì còn thiếu non nửa bộ phận, cánh cửa này còn chưa hoàn thành. Đây là một truyền tống trận sao bốn người lăng hàn đều suy đoán lại không phải địa đồ vô cùng có khả năng không có gì để nói nhiều tiếp tục săn bắn hung thú mấy tháng sau bọn người lăng hàn rốt cuộc thu được một viên long tinh đặc thù cuối cùng thời điểm lăng hàn khảm nạm viên long tinh này lên phù long tinh môn đột nhiên tỏa ánh hào quang đó là từng khối từng khối tinh thạch đang phát sáng mỗi một đạo hoa văn đều liên tiếp lên thật giống như có huyết dịch ở bên trong tự lưu động cuối cùng trung gian cửa vào nguyên bản hư vô cũng có thêm một vầng sáng xoay tròn quả nhiên là truyền tống trận, Lăng Hàn cảm ứng được quy tắc không gian mãnh liệt, đi, bọn họ không có do dự chút nào, dồn dập tiến vào trong cánh cửa, đi vào một người độ sáng của cửa ánh sáng liền yếu bớt một phần, khi nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ đều đi vào, cửa ánh sáng này đã lảo đà lảo đảo. Xem ra, chờ Lăng Hàn đi vào hoặc nhiều lắm là một người nữa, cái cửa ánh sáng này tất nhiên sẽ tan vỡ. Nó chỉ có thể cho số lượng người có hạn như vậy tiến vào. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không trần chờ, một bước bước vào, vù, thân hình lập tức biến mất. Khi Lăng Hàn đi vào, cổng ánh sáng này khẽ run lên, đùng đùng đùng, nhất thời phá nát, long tinh nát tan, nếu nhặt lên xem, sẽ phát những long tinh này đã hóa thành trạng thái bột phấn. Lăng Hàn phảng phất như tiến vào một vùng lầy, hấp lực bốn phía lớn đến kinh người, hắn rõ ràng mở ra hai mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, có một loại cảm giác vô lực. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn lập tức cảm giác được toàn thân nhẹ đi, đã ở dưới một ngọn núi cao, ngẩng đầu chỉ thấy một đỉnh dốc như đâm vào mây trời, làm sao cũng không cách nào nhìn thấy đầu. Thần Long Sơn, hắn lập tức phản ứng lại, tuy trước nhìn thấy đều là cách rất xa, không giống hiện tại đi tới dưới chân núi, nhưng nhìn nhiều ngày như vậy, lại há có đạo lý không nhận ra. Núi thật là cao, hổ nữ cũng cảm khái, điểm cuối của chúng ta, liền ở đỉnh núi sao, tiến lên, bọn họ bắt đầu leo núi, nơi này có quy tắc trọng lực đặc thù, để người không thể phi hành, mà leo núi, đến độ cao nhất định thì trọng lực này cũng trở nên cực kỳ kinh người, thật giống như cõng lấy một viên tinh thể di động, cực kỳ gian khó. Bốn người đều thở hồng hộc, ngay cả Lăng Hàn cũng không thoải mái. Cái quy tắc trọng lực này tùy theo từng người, thực lực càng mạnh chịu áp bức càng mãnh liệt, ai cũng không có ưu thế gì. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, hổ nữ lè lưỡi, đơn giản liền nằm bò trên mặt đất. Cho dù nàng thành một siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng trên bản chất vẫn không có gì thay đổi vẫn tham ăn như vậy vẫn kỳ quái như vậy nữ hoàng thì thận trọng hơn nhiều tuy mồ hôi như mưa nhưng không hề có ý dừng lại nghỉ ngơi càng không thể đi học hổ nữ lang hàn không khỏi nói không bằng hai người các ngươi tiến vào hắc tháp đi nữ hoàng lắc đầu ánh mắt kiên định đây là thử thách thuộc về nàng nhất định phải do nàng đi hoàn thành hổ nữ thì nói cái này chơi rất vui nhu yêu nữ nhấc tay ta muốn đi vào ta muốn đi vào ngươi qua một bên chơi đi Lăng Hàn cho nàng một cái liếc mắt, nhu yêu nữ không khỏi oan ức mà bắt đầu chơi ngón tay của mình, nam nhân thô lỗ không rõ phong tình này, quá đáng ghét. Cái này một bò chính là năm ngày, cảnh tượng dưới chân núi đã hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ còn dư lại một mảnh mây mù trắng xóa đang lượn lờ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi vẫn thẳng tắp như cũ, không thấy đỉnh. Còn phải đi thêm mấy ngày a. Ồ, Lăng Hàn đột nhiên ngẩn ra, đi tới ngăn cản hổ nữ, phía sau nữ hoàng cùng nhu yêu nữ tự nhiên cũng ngừng lại theo. Phía trước, xuất hiện một vệt màu xanh lục, trong ngọn núi xuất hiện màu xanh lục quá bình thường, nhưng vấn đề là màu xanh lục này biết di động. Đây là, một người, bốn người lăng hàn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là nam tử vóc người khỏe mạnh, đầu rồng thân người, dâu rồng đều là màu xanh lục, bởi vậy xa xa nhìn qua thật giống như một đống tảo xanh chuyển động. Người ngoại lai, xin mời đi theo ta, nam đầu rồng này nói, bốn người lăng hàn hai mặt nhìn nhau, trước mãnh thú đều chỉ biết xiết chóc, người này lại khách khí như thế để bọn họ có chút cân nhắc không ra. Đến, nam đầu rồng lần thứ hai ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó xoay người mà đi. Theo sau, Lăng Hàn chỉ hơi do dự, liền lập tức làm ra quyết định. Hổ nữ cùng nữ hoàng đương nhiên sẽ không có dị nghị gì, dồn dập chạy theo. Làm sao không có người hỏi ý kiến của ta một chút chứ? Nhu yêu nữ nhổ nước bọt một câu, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau ba người. Một đường cất bước, đại bộ phận thời gian bọn họ đều không phải đi lên đỉnh núi, mà là vòng quanh núi, đi gần một canh giờ, phía trước lại xuất hiện một thị trấn nhỏ, hết thảy nhà đều do cây cối dựng thành, tràn ngập phong tình nguyên thủy. Người trong trấn cũng không ít, có là đầu rồng thân người, có là thân rồng đầu người, nhưng mặc kệ dáng dấp làm sao, trên đầu đều có một đám dâu xanh mượt. Mà ở trong trấn này, quy tắc trọng lực lại biến mất. Xin mời đi theo ta, người dẫn đường quay đầu lại nói một câu, dẫn bốn người lăng hàn tiến vào trấn. Bốn người ngoài như bọn họ tiến vào cũng không có gợi ra náo động gì, dân chấn vẫn làm chuyện của mình như cũ, tựa hồ không có ý thức tới nơi đây xuất hiện mấy quái vật. Đi thẳng đến trung tâm thôn chấn, nơi này có một miếu thờ toàn bộ do gỗ làm thành, đỉnh chóp có một pho tượng màu xanh lục, vắt ngang toàn bộ miếu thờ, dâu rồng cực kỳ chân thực, thật giống như gió nhẹ thổi còn đang giật động. chương 2255, Thanh Long Trấn Xin mời, người đầu rồng không ngừng dẫn đường, mang theo đám người lang hàn đi tới trong sân miếu thờ, lúc này mới để bọn họ dừng lại. Xin chờ một lát, cho phép ta đi mời trưởng lão ra. Bốn người lăng hàn đều có loại cảm giác khó hiểu, bị người không quen biết mời lại đây, tình huống thế nào cũng không nói một chút, ai cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Một lát sau, chỉ thấy người đầu rồng lúc trước trở về, có điều hắn đi theo phía sau một lão giả. Lão giả đầu người thân rồng, cái đầu chọc lóc, lông mày, tròm dâu thì màu xanh lục, vẫn không trốn được màu xanh mượt. Lão nạp nạp hư lão giả lộ ra nụ cười trong ánh mắt quang mang bắn ra bốn phía tỏa ra áp lực đáng sợ đây là một cường giả hẳn là thang nguyên cảnh lăng hàn có thể đại thể phán đoán ra được xin ra mắt tiền bối bốn người lăng hàn đều chắp tay hành lễ nạp hư nhấc tay lên nói lại đến ngày bách lòng bí cảnh mở ra lão nạp chờ ngày này đã rất lâu xin hỏi tiền bối mời chúng ta tới đây là có gì phân phó lăng hàn hỏi nạp hư mới vừa muốn nói chuyện chỉ thấy một lão hòa thượng đi tới lông mày của hắn lập tức cao lên. A di đà phật, lão hòa thượng này tuyên một tiếng phật hiệu, chấn động đến tai của mọi người nổ vang, thiếu một chút ngất đi. Lão hòa thượng này cũng cực kỳ lợi hại. Lão nạp nạp không, lão hòa thượng thứ hai nở nụ cười với bốn người lăng hàn, muốn xin bốn vị thí chủ một cái thiện duyên. Bốn vị tiểu thí chủ vẫn là cùng lão nạp kết cái thiện duyên này a. À. Nạp hư vội vã mở miệng, một bộ dáng dấp ta không nói lời nào ta liền thiệt thòi. Bốn người lăng hàn hai mặt nhìn nhau càng thêm ngơ ngác, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Cùng lão Nạp kết thiện duyên, lão Nạp có thể để cho các ngươi khi chiếm được Bách Long quán thể, chỗ tốt tăng lên gấp 3. Nạp không nói, lão Nạp hứa với các ngươi, có thể tăng lên 4 lần. Nạp hư không cam lòng yếu thế, 5 lần, 6 lần, hai lão hòa thượng nhất thời tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, thiếu một chút là ra tay đánh nhau. Bốn người lăng hàn càng không hiểu ra sao, đây là muốn nội bộ ổn ào sao? Xin hỏi hai vị tiền bối kết thiện duyên này rốt cuộc là ý gì? Lăng Hàn hỏi, hai lão hòa thượng một bên cái vã, một bên giải thích cho Lăng Hàn, thông thường là ẩm ý ba câu sẽ nói một câu, chắp phá các câu đến cùng một chỗ, bốn người Lăng Hàn rốt cuộc biết là xảy ra chuyện gì. Cái chấn nhỏ này gọi thanh long chấn, tất cả mọi người đều có huyết mạch long tộc, nhưng đời đời kiếp kiếp đều bị vậy ở trên thần long sơn này, không cách nào rời đi. Không có ai biết tại sao, ngược lại bọn họ thử xuống núi Tu Vi sẽ hoàn toàn biến mất, ngay sau đó là tuổi thọ tiêu hao hết, rất nhanh liền kết thúc. Biện pháp giải quyết chỉ có một, chính là 100 triệu năm một lần bách long bí cảnh mở ra. Thanh Long trấn tổng cộng có 7 bộ tộc, ở lúc bách long bí cảnh mở ra, 7 bộ tộc lớn sẽ triển khai đấu võ, ai có thể thu được thứ nhất là có thể từ trong Thần Long miếu đạt được một viên Long châu, tập hợp đủ 99999 Long châu liền có thể triệu hoán Thần Long, mang người trong bộ tộc ra bách long bí cảnh. Nhưng ứng cử viên tiến hành đấu võ, nhất định phải là người ngoại lai bởi vậy trước mới sẽ có nạp không cùng nạp hư tranh đoạt cái gọi là kết thiện duyên chính là ký hiệp nghị với bộ tộc của bọn họ thay bọn họ đánh trận theo thời gian trôi đi bảy bộ tộc lớn thu thập được long châu cũng càng ngày càng tiếp cận con số cần thiết mà bộ tộc của nạp không cùng nạp hư đạt được long châu ít nhất bởi vậy bọn họ cũng là sốt ruột nhất muốn thu được thắng lợi đuổi theo năm bộ tộc lớn kia bọn họ là sợ vạn nhất chỉ có một lần cơ hội rời đi ai cũng không muốn vĩnh viễn khốn ở trên thần long sơn này nạp không cùng nạp hư đều mở ra bảng giá rất cao hy vọng bốn người lăng hàn có thể gia nhập bộ tộc của mình mặc kệ thực lực của bốn người lăng hàn làm sao thêm một người là thêm một phần lực lượng lăng hàn không vội vàng quyết định mà quyết định chờ chút xem sao không thể chỉ nghe người ta nói vài lời liền lỗ mãng đáp ứng vạn nhất cái tranh cướp này cực kỳ nguy hiểm hơi một tí liền chết người thì sao làm sao cũng phải trước tiên hiểu rõ ràng tuy nạp hư cùng nạp không sốt ruột nhưng cũng không có cách nào chỉ an bài bốn người ở lại nhưng vẫn phái người trong bộ tộc hiện về du thuyết, tiếp tục du thuyết bốn người lăng hàn. Hết thảy người ngoại lai đều được sắp xếp ở trong thần miếu, có một biệt viện rất lớn đặc biệt thiết lập vì bọn họ, dùng đến quy tắc không gian, bên ngoài nhìn như không lớn, nhưng bên trong là có động thiên khác. Bởi vậy, từ bên ngoài xem, là một bức tường và một cánh cửa, có vẻ cực kỳ dày đặc, cũng cực kỳ xấu xí. Bên ngoài liền có thật nhiều người nghỉ chân, lẫn nhau thương lượng cái gì. Mới tới, có người nhìn thấy lăng hàn, mới tới, lại đây một thanh niên mặc áo tím lập tức nhìn về phía bốn người lăng hàn quát lên mang theo ngữ khí ra lệnh mãnh liệt lăng hàn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói cha mẹ ngươi không có dạy ngươi nói tiếng người thế nào sao thanh niên mặc áo tím nhất thời tức giận đến hai mắt phun lửa ra vẻ muốn xông về phía lăng hàn bảo huynh bớt giận bớt giận bên cạnh có người vội vã khuyên bảo vững vàng nắm lấy thanh niên mặc áo tím thả ra ta ta muốn cho người này một bài học thanh niên mặc áo tím dùng sức tránh, một bộ giận dữ không chịu được. Lăng Hàn cười ha ha, tay phải ngưng quyền nổ ra. Oanh, vô tận quy tắc giật động, kinh diệu tinh vũ. Đòn đánh này đánh qua, tất cả mọi người đều liếc nhìn Lăng Hàn. Thật mạnh, rõ ràng chỉ là dương hồn mà thôi, nhưng sức chiến đấu lại cường đại như thế, đạt đến địa hồn đỉnh cao. Không, thậm chí đạt đến cấp bậc thiên hồn, thiên hồn sơ kỳ. Thanh niên mặc áo tím há to miệng, nhưng không có phát ra một chút xíu âm thanh, vẻ mặt có chút sợ hãi, thả, thả ra ta, thả ra ta. Sau khi sừng sốt một chút, hắn lại gọi lên, người bên cạnh kia biểu thị rất vô tội, bởi vì ở dưới giật mình hắn đã quên đi bắt thanh niên mặc áo tím, vậy ngươi thả ra ta là từ đâu đến a? À? hiển nhiên thanh niên mặc áo tím là sợ lăng hàn, nhưng ngừng chiến tranh lại tổn thương mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là trong miệng gọi làm dáng một chút. lăng hàn nhèn miệng cười, quay về thanh niên mặc áo tím dơ dơ nắm đấm chương 2256, Thiên Long Cốt Phấn. Ca, thanh niên mặc áo tím lập tức đánh tới, một phát bắt được nắm đấm của Lăng Hàn. Ngươi là thân ca ca của ta, rốt cục để đệ đệ ta tìm được ngươi rồi. Hắn cực kỳ kích động, kháo, cái tên này cũng quá vô liêm sỉ đi. Lăng Hàn lắc đầu một cái nói, gọi ta tới làm cái gì? Cái kia, ca, chúng ta dự định toàn bộ gia nhập một bộ tộc, nếu như vậy, chúng ta liền có thể dễ dàng đạt được thắng lợi, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Thanh niên mặc áo tím lấy lòng, tuy cái thủ xảo này rất tạm bợ, nhưng cũng có thể xem là một sách lược rất tốt. Bởi vì chỉ cần thắng thì có khen thưởng, vậy hà tất còn muốn quyết đấu sinh tử? Hoàn toàn đang lãng phí thời gian a." Lăng Hàn cười ha ha, gật gật đầu, có thể tiết kiệm phiền phức, hắn cũng không muốn cùng người đánh cho hừng hực. Thanh niên mặc áo tím không khỏi đại hỉ nói, "Ca, người cũng cảm thấy ý đồ này không sai a. À? Ngươi tên là gì?" Lăng Hàn hỏi hắn, "Ca, ta tên Ba La." thanh niên mặc áo tím vội và ân cần nói, dứa, hổ nữ nhất thời giận dữ, ngươi lại không thể ăn, lại dám gọi dứa, ba la chỉ cảm thấy oan ức, lại không phải hắn muốn gọi danh tự này, ai bảo hắn sinh ở ba gia, ra ra hắn lại vừa vặn lấy cho hắn một chữ la làm tên. Có điều, hắn cũng không dám phản bác hổ nữ nói. Chị dâu giáo huấn phải, chị dâu giáo huấn phải, nghe hắn gọi mình chị dâu, hổ nữ nhất thời vui mừng, cảm thấy tuy cái dứa này không thể ăn, nhưng làm người vẫn rất tốt nàng vỗ vỗ vai của ba la nói, tiểu tử không tệ, rất có giác ngộ mà, nghe nàng như ông cụ non mà xưng ba la là tiểu tử, người xung quanh đều có chút không nhịn được cười, thời gian thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa của nha đầu này rõ ràng không bằng ba la, nhưng một bộ lấy thân phận của lão giả tự xưng, thật là. Vâng vâng vâng, ba la gật đầu không ngớt, hình tượng chó săn cực kỳ nhuần nhuyễn. Lăng Hàn cũng có chút mỉm cười, cười nói, được, ta quyết định gia nhập cái liên minh này, người giúp chúng ta đăng ký một hồi, sau này tìm một bộ tộc cùng nhau gia nhập được ba la đáp ứng bốn người lăng hàn mở ra cổng trên tường tiến vào bên trong trước tiên nghỉ ngơi một chút một đường đi tới bọn họ đạt được lượng lớn long tinh lăng hàn còn có thật nhiều đại đạo chi hoa có thể chia sẻ cho hổ nữ nữ hoàng còn nhu yêu nữ lại bị hắn quên đến một bên có điều thật đến thời điểm bắt đầu phân chia nhu yêu nữ tự nhiên sẽ mặt dày tập hợp tới hầu như là cướp đi vài cây đại đạo chi hoa bọn họ tạm thời trước tiên ở đây một là chờ những người khác đến, hai là đợi bảy bộ tộc bắt đầu tranh cướp. Lăng Hàn vốn tưởng rằng bảy bộ tộc tranh cướp chính là để từng người ngoại lai tiến hành luận bàn, phương nào thắng tự nhiên chính là người thắng cuối cùng, nhưng mà sự thực không có đơn giản như vậy. Bọn họ phải đi vào một khu vực, bên trong có long châu mà bảy bộ tộc cần thu thập, mỗi 100 triệu năm mới có thể sinh ra một viên. Tại sao phải mời chào người ngoại lai? Đó là bởi vì khu vực này chỉ có người ngoại lai mới có thể đi vào. Tiến vào khu vực này, đến tột cùng sẽ gặp phải tình huống thế nào ngay cả người của thanh long trấn cũng không rõ ràng bởi vì bọn họ cuối cùng có thể nhìn thấy chính là một người ngoại lai cầm long châu đi ra mà người ngoại lai này đại biểu bộ tộc nào long châu liền do bộ tộc đó thu được lang hàn tìm tới đô thiếu tuấn do hỏi vị địa chủ này tình huống tranh cướp cụ thể có điều đô thiếu tuấn cũng không quá hiểu rõ chỉ là nghe lão nhân nói tuyệt đối không nên toàn bộ lựa chọn một bên thậm chí gia nhập đội mạnh cũng chưa chắc là ý kiến hay Điều này làm cho Lăng Hàn rất khó hiểu, tại sao không thể toàn bộ lựa chọn một bên, thậm chí thời điểm lựa chọn xuất hiện phân xóa, gia nhập bên cường giả nhiều cũng không phải ý kiến hay. Đồ Thiếu Tuấn cũng không rõ ràng lắm, tương tự cũng không nghĩ ra nguyên nhân là như thế nào. Ta cũng mặc kệ người khác nói thế nào, dưới cái nhìn của ta, mọi người cùng nhau lựa chọn một bộ tộc gia nhập, đây là cách làm dùng ít sức nhất. Hắn nói như vậy, Lăng Hàn cũng cảm thấy lựa chọn như vậy không sai, nhưng nếu như lão nhân nói như vậy, khẳng định là có đạo lý phụ trách đối thoại với bảy bộ tộc chính là tứ đại siêu cấp đế giả thiên thanh nguyệt ở người của phổ an thiên cùng với mấy thiên vực phụ cận xem ra không còn người nào có tư cách hơn bốn người này có điều người tận mắt chứng kiến lăng hàn kỷ vô danh xúc động long kiều màu đen không cho là như vậy nhưng bộ phận này không nhiều bởi vậy không thể ảnh hưởng đến ý nghĩ của đại bộ phận người lăng hàn không đáng kể cái này ngược lại không có ích lợi gì bốn người thiên thanh nguyệt cũng không có vội vàng làm ra quyết định mà đang đàm phán treo giá với bảy đại tộc nếu lựa chọn của bọn họ quan hệ vận mệnh của bảy đại tộc, vậy tự nhiên phải bán giá tiền cao. Bảy bộ tộc chịu lấy ra thứ tốt gọi Thiên Long cốt phấn. Đây là thượng cổ Thiên Long di cốt biến thành, hỗn hợp bùn đất, không biết pha loãng bao nhiêu lần, nhưng như thế mới có thể cho bọn họ sử dụng, bằng không tiên vương di cốt lại há là phân hồn có khả năng đụng vào, tới gần một chút thân thể liền tan nát. Tác dụng của Thiên Long cốt phấn là gì? Khi bách long quán thể, đạt được chỗ tốt tăng cường, từ tăng gấp đôi đến gấp 10 lần tăng cường càng nhiều, vậy cần thiên long cốt phấn dĩ nhiên càng nhiều, mà thiên long cốt phấn đối với bảy bộ tộc mà nói cũng cực kỳ quý giá, kia là tiên vương di cốt, hơn nữa còn là cường giả long tộc lưu lại, đối với những người có long tộc huyết mạch mà nói, tự nhiên càng quý giá hữu ích. Bởi vậy, nếu như mọi người muốn toàn bộ gia nhập một bộ tộc, bộ tộc nào cũng ra không nổi giá tiền quá cao, hơn nữa bọn họ cũng không ngốc, nhiều người như vậy chỉ muốn gia nhập bộ tộc mình, vậy khẳng định là chắc chắn thắng, vậy tại sao còn phải ra giá tiền quá cao? sự tình liền tạm thời rằng coi như thế, ngược lại cách tranh giành còn có một ít thời gian, bởi vậy, mọi người còn có cơ hội có kè mặc cả. lam Hàn không quan tâm cái này, hắn tìm tới người của Thanh Long Trấn, nghe ngóng thiên long cốt phấn của bọn họ là từ đâu tới. Mới đầu hắn chỉ ôm vận may, nhưng không nghĩ tới những người này lại thật nói cho hắn. Kiếm ở trong núi, chương 2257, thay chủ khiêu khích. Đây giống như là khoáng thạch, bên trong chứa đựng thiên long cốt phấn. Đương nhiên, khoáng thạch như vậy cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn có đối thủ cạnh tranh, là mãnh thú trong núi, bọn nó cũng đồng dạng khát cầu thiên long cốt phấn, cái này có thể để cho bọn chúng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở đây, tùy bất luận mãnh thú hay long nhân đều có cảnh giới rõ ràng, nhưng bọn họ tu không phải quy tắc thiên địa, mà là trăm thiên long chết rồi tạo thành hoàn cảnh đặc thù, nếu bọn họ rời bách long bí cảnh, vậy bọn họ nắm giữ quy tắc liền lập tức biến thành không. Bởi vì bọn họ nắm giữ quy tắc căn bản không được thiên địa thừa nhận, chỉ có thể dùng ở đây. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng là người tu luyện hệ thống khác, chỉ là cái tu luyện này căn cứ vào quy tắc của tiên vực. Bởi vậy, bọn họ ở một mức độ nào đó đạt được thiên địa tán thành, chỉ ít sẽ không cắt bỏ tuổi thọ của bọn họ. Cũng bởi vì như thế, bọn họ chảm chân, ngưng phân hồn, đều không cần đi chỗ đặc thù, hoàn toàn có thể ở đây hoàn thành. Mở tiên phủ, thăng nguyên đương nhiên cũng như thế, nhưng bọn họ thành tựu tối cao cũng chỉ là thăng nguyên, thế giới này chính là tiên vương bí lực ngưng tụ, bọn họ không thể đạt đến, chỉ có thể yếu hơn một cấp bậc. Tò mò, Lăng Hàn liền quyết định đi vào núi dạo, có thể lấy được một ít Thiên Long cốt phấn hay không. Bởi vì Thiên Long cốt phấn quá khó được, vì lẽ đó người trong trấn không chỉ nói cho Lăng Hàn khu vực nào có thể tìm được Thiên Long cốt phấn, thậm chí còn không cấm hắn đi. Bốn người Lăng Hàn đi tới khu vực người Thanh Long trấn nói tới, đương nhiên là ở trên núi, nơi này có một hẻm núi thiên nhiên hình thành, hai bên đều là vách núi nguy nga, có gió núi gào thét từ bên trong gảy ra thỉnh thoảng còn có mấy tảng đá nhỏ nếu như bị đánh trúng mặt cũng sẽ rất đau đớn trong những tảng đá này có chút sẽ ẩn chứa thiên long cốt phấn số may gặp phải vậy thì thật phát tài to rồi nữ hoàng tùy ý vẫy tay hút toàn bộ đá bay ra sau đó nhẹ nhàng chấn động đùng 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 những tảng đá này liền hóa thành mảnh vụn không có thiên long cốt phấn nếu như có những tảng đá này sẽ không nát cứng rắn như tiên kim đương nhiên là không đạt tới nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn thất tinh bát tinh chuẩn tiên kim, dù sao cũng là dung hợp tiên vương cốt phấn, há có thể không kinh người. Bốn người lăng hàn đang muốn tiến vào hẻm núi, chỉ thấy phía sau lại tới một đám người, người cầm đầu vóc người thon dài, một cách tự nhiên có một luồng khiếp người chịu uy. Thiên Thanh Nguyệt, một trong tứ đại đế giả đỉnh cấp của phổ An Thiên. Thấy bốn người lăng hàn tới đây, trong ánh mắt Thiên Thanh Nguyệt xẹt qua vẻ khinh bỉ, hắn tự tin rất cao, tự nhiên không có để tất cả người ở trong lòng. Đương nhiên cái này cũng là hắn đi nhanh, không có phát hiện nữ hoàng cùng hổ nữ đồng dạng xúc động long kiều màu vàng, mà Lăng Hàn thậm chí bước lên long kiều màu đen, kia là trí tôn thiên đạo. Nếu như hắn biết mà nói, thái độ hiện tại tất nhiên sẽ không như vậy. Có điều, nhìn thấy nữ hoàng cùng hổ nữ tuyệt mỹ, như yêu nữ quyến rũ phong tình, dù là thiên thanh nguyệt cùng ánh mắt sáng ngời, sau đó chăm chú nhìn Lăng Hàn. Diễm phúc của tiểu tử này quả thực khiến người ước ao, lại có ba nữ tử phong tình khác nhau, đẹp như thiên tiên làm bạn, thật là khiến người ta có chút không thể tiếp thu không phải hoa lại cắm bãi phân châu sao, không chỉ thiên thanh nguyệt vinh váo hung hăng, ngay cả chín tùy tùng phía sau hắn cũng ngông cuồng tự đại, đại khái là cho rằng ôm thiên thanh nguyệt liền có thể không coi ai ra gì. Có người nhìn thấy trong ánh mắt thiên thanh nguyệt kinh diễm một cái rồi biến mất, lập tức biết được đây là cơ hội nịnh nọt vị đại nhân này. Hắn dũng cảm đứng ra, thân hình nhảy một cái liền chặn bốn người lăng hàn, ngăn lại đường đi của bọn họ. Có điều, hắn cũng không vinh váo, mà cực kỳ khách khí vái một cái nói tại hà tư không hạo gặp qua ba vị tiên tử ba vị tiên tử vậy lăng hàn đâu tư không hạo hiển nhiên là cố ý hắn chính là muốn gạt lăng hàn sang một bên ngươi không phục muốn chống cự vậy hắn liền nhân cơ hội tàn nhẫn đánh lăng hàn một trận để hắn nháo một cái mặt mày xám xịt đến thời điểm đó chỉ cần thiên thanh nguyệt ra mặt tàn nhẫn trách hắn một trận vừa có thể làm người tốt vừa thể hiện bản thân uy vũ ngươi xem lăng hàn không đỡ nổi một đòn nhưng thiên thanh nguyệt có thể mắng hắn như chó hình tượng liền uy vũ cao lớn lên làm chó săn làm đến như hắn kỳ thực cũng có thể tự hào lang hàn phẩy phẩy tay nói chó ngoan không cản đường cút sang một bên ha ha ta thật giống như không nói chuyện với người a à. tư không hạo lấy ngữ khí xem thường nói vẻ mặt ngạo nghễ làm sao ta chính là xem thường ngươi xa xa bước tiến của thiên thanh nguyệt lập tức chậm lại mà hắn chậm một chút tốc độ của tám người phía sau đương nhiên cũng chậm lại làm sao có khả năng vượt qua hắn lấy trí tuệ của thiên thanh nguyệt hắn đương nhiên đoán được tư không hạo muốn làm gì hắn không khỏi nở nụ cười không có ngăn cản ở hắn nghĩ đến mình cũng không động tâm với ba nữ nữ hoàng chỉ là có chút thưởng thức các nàng tuyệt mỹ cùng phong tình mà thôi mà hắn cũng xác thực cho rằng lăng hàn không xứng với ba nữ bởi vậy nếu có thể để các nàng nữ hoàng thấy rõ bộ mặt thật của lăng hàn hắn cảm thấy là đang trợ giúp ba nữ đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không cố ý biểu hiện cái này quá thấp kém hắn xem thường nếu như thiên thanh nguyệt hắn muốn theo đuổi nữ nhân nào ai sẽ từ chối lăng hàn cười ha ha nói cạn bã có chút nịnh nọt là không thể đập loạn bởi vì ngươi không biết mình khiêu khích kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào ý của ngươi là ngươi rất mạnh mẽ ta trêu chọc sai ngươi sao tư không hạo nhướng mày tiếp tục xem thường lăng hàn hắn ước gì lăng hàn ra tay a à? lăng hàn gật gù ngươi sai vô cùng chỉ là dương hồn ta một tay liền có thể chấn áp ngươi tư không hạo diếu cần nói Trước mỗi người báo danh đều sẽ đăng ký tu vi của mình, sau này bọn họ đạt được thiên long cốt phấn, thì sẽ căn cứ cảnh giới của mỗi người phân phối. Sẽ không cho rằng tất cả mọi người có thể phân đến số lượng thiên long cốt phấn tương đồng chứ. Sao có thể như thế? Vì lẽ đó tư không Hạo biết bốn người lăng hàn chỉ là dương hồn cảnh, mà hắn là thiên hồn cảnh, tư chất vương giả, coi như bọn người lăng hàn là đế giả, ở trước mặt hắn cũng phải quỳ sướng chinh phục. mươi 2258, Chiến Thiên Thanh Nguyệt Thượng tên ghê tởm, để nữ đánh nổ hắn. Hổ nữ tức giận nói, hung tính ác quá độ, nhe răng nanh nhỏ. Lăng Hàn ngăn lại nói, để cho ta tới, ngươi, không địch nổi ba chiêu của ta, tư không hạo tăng mạnh cường độ kích thích. Lăng Hàn không tức giận chút nào, bởi vì người như thế đương nhiên không đáng. Hắn cười nhạt, nhắm tư không hạo đấm ra một quyền, ong ong ong, trên tay phải của hắn hiện lên từng phù văn, một quyền như có thể đổ nát bầu trời. Không đỡ nổi một đòn. Tư Không Hạo đồng dạng đáp lễ một quyền, oanh, nắm đấm của hai người chạm vào nhau, nhất thời, ánh sáng quy tắc tán loạn. Lang Hàn đằng 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 lùi lại bảy bước, sau đó liền đứng vững bước chân, cười nói. "Chỉ như thế, Tư Không Hạo không lùi, ở trên đòn đánh này hắn chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt của hắn không đẹp đẽ một chút nào, bởi vì kết quả này cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau." "Chỉ là dương hồn, sức chiến đấu lại mạnh như thế." Ngay cả Thiên Thanh Nguyệt cũng lộ ra vẻ thận trọng hắn một tay liền có thể chấn áp tư không hạo, mà lăng hàn đối đầu tư không hạo cũng không địch lại, vậy càng thêm không thể là đối thủ của hắn. Nhưng lăng hàn chỉ kém tư không hạo một tia, chiến lực như vậy cũng quá kinh người, ngay cả hắn năm đó cũng chỉ như thế. Đây là một đế giả đỉnh cấp, thiên phú võ đạo tuyệt không kém gì hắn. Tư không hạo sướng sờ, sau đó thẹn quá thành giận. Lại dám châm biếm hắn, đi chết, hắn khẽ quát một tiếng, song quyền liền động, thình thịch sông mạnh, mỗi oanh một quyền thì có một vệt sáng đánh ra, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo lưu quang rơi về phía Lăng Hàn, phong tỏa tất cả đường lui của Lăng Hàn. Vừa nãy tuy hắn không có hạ thủ lưu tình, nhưng không có sử dụng tiên thuật, hiện tại dùng tới lưu tinh quyền, sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài, vẫn có khả năng ở trong hai chiêu còn lại giải quyết Lăng Hàn. Trong ánh mắt của Lăng Hàn cũng lướt qua một đạo hung mang, đối phương đây là hạ tử thủ. Người thủ đoạn ác độc vô tình với ta, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ lưu tình, cái này vốn là ngươi đi tới trêu chọc ta. Bản nguyên trùng kích, oanh, cả người lăng hàn phát sáng sau đó từ trong cơ thể bắn ra một đạo ánh sáng đáng sợ bắn về phía trước không được mau lui lại thiên thanh nguyệt kinh hãi một đòn như vậy có thể bằng hắn toàn lực ứng phó tư không hạo bị công kích như vậy oanh chúng tuyệt đối là lập tức bỏ mạng hắn gọi rất lớn tiếng nhưng then chốt là tư không hạo làm sao có thời giờ nào có khả năng né tránh oanh một đạo quang mang bắn qua quy tắc thiên địa xuất hiện hỗn loạn to lớn đây chính là bản nguyên trùng kích ngoại trừ quy tắc hệ thổ bốn loại quy tắc khác kịch liệt va chạm bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ càng ảnh hưởng thiên địa đại đạo ở phụ cận tư không hảo đã không thấy ở dưới đòn đánh này hình thần câu diệt đường đường vương giả thiên hồn cảnh lại không phải đối thủ của dương hồn cảnh cái này ai có thể tin tưởng thiết luật võ đạo quyết định tư không hạo trong hai ba chiêu liền có thể lăng hàn đánh giết nhưng hiện tại khó mà tin nổi vì sao có thể có dương hồn cảnh mạnh mẽ như vậy trong ánh mắt của thiên thanh nguyệt lập tức trở nên ác liệt càng có một tầng mù mịt vừa nãy lăng hàn biểu hiện hơi kém tư không hạo cũng làm cho hắn cảm thấy thực lực của lăng hàn theo kịp mình lúc trước nói cách khác nếu như hiện tại tu vi của lăng hàn cũng là thiên hồn hai người hẳn là đứng ngang hàng đương nhiên thiên thanh nguyệt khẳng định có tự tin mạnh mẽ cho rằng hắn vẫn có thể hơn một chút nhưng lăng hàn lại một đòn liền đánh giết tư không hạo đủ để sánh ngang thực lực bây giờ của hắn điều này cũng đánh nát sự tự tin của hắn hắn cũng không nhận ra mình ở dương hồn cảnh có thể làm được điểm ấy mình làm không được nhưng lăng hàn có thể tranh lệch này còn không rõ ràng sao hắn lại không bằng lăng hàn không bằng gia hỏa bị hắn xem thường này hắn xem thường lăng hàn chẳng phải là càng xem thường mình sao to gan phía sau thiên thanh nguyệt có một thị vệ từ trong khiếp sợ tình hồn lại lập tức chỉ vào lăng hàn quát mắng hắn không chỉ là thiên hồn cảnh càng là hoàng giả bằng tâm mà nói hắn tuyệt không phải là đối thủ của Lăng Hàn, nhưng cho dù ngạnh kháng đòn đánh kia cũng chỉ bị thương, tuyệt đối không thể bị giết chết. Bởi vậy, hắn có đủ sức lực đi trách cứ Lăng Hàn, chỉ cần có thể chặn Lăng Hàn mấy chiêu, thiên thanh nguyệt tự nhiên sẽ thay hắn ra mặt. Tư không chỉ luận bàn với người một chút mà thôi, nhưng ngươi lại hạ tử thủ, quá độc ác. Hắn tiếp tục nói, ồ, Lăng Hàn lắc đầu, mới đầu tư không hảo sát thực chỉ muốn nhục nhã hắn, nhưng chiêu thứ hai đã động sát ý, chuyện này làm sao vẫn là luận bàn các ngươi muốn ỉ thế hiếp người, đổi trắng thay đen sao? Giết đã giết, vậy thì như thế nào? Khẩu khí của Lăng Hàn cực kỳ cứng rắn, các ngươi đã muốn hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng không có đạo lý kinh sợ. Giết người, đền mạng, thị vệ kiêu uy nghiêm đáng sợ nói. Đền mạng, các thị vệ khác cũng lớn tiếng kêu lên, thiên thanh nguyệt không có mở miệng, nhưng ánh mắt cực kỳ ác liệt, có sát khí giật động. Nếu như sức chiến đấu của Lăng Hàn vẻn vẹn chỉ như vậy, vậy lấy tự kiêu của hắn là xem thường đối phó Lăng Hàn, bởi vì hắn chắc chắc đánh nhau cùng cấp khẳng định là hắn thắng được nhưng thấy được sức chiến đấu chân chính của lăng hàn thiên thanh nguyệt liền không có tự tin như vậy đánh nhau cùng cấp hắn thất bại không nói cùng cấp chỉ cần lăng hàn tiến vào âm hồn vậy phỏng chừng liền có thể áp chế hắn điều này làm cho hắn sát ý rực cháy làm một tên đế giả vô địch không thể vượt giai trấn áp đối thủ coi như thôi lại còn bị người ngược lại áp chế hơn nữa còn tranh lệch dòng dã hai cảnh giới nhỏ đây là sự tình không cách nào nhịn được lẽ nào hắn chỉ là một võ giả bình thường mà lăng hàn là đế giả vô địch cái này là hắn nghĩ hơi quá bởi vì lăng hàn dùng bản nguyên trùng kích uy lực sẽ theo cảnh giới của hắn tăng lên mà tăng lên nhưng chủ yếu bị giới hạn ở cảnh giới lớn cảnh giới nhỏ biến hóa mang đến sức chiến đấu tăng lên cũng không phải hết sức rõ ràng bởi vậy cho dù lăng hàn bước vào âm hồn cũng không cách nào ung um dung chấn áp hắn ngay cả địa hồn cũng không được chỉ có đạt đến thiên hồn mới có thể làm đến không ai có thể giết người của ta còn có thể phủi mông một cái rời đi. Thiên Thanh Nguyệt mở miệng, chương 2259, Chiến Thiên Thanh Nguyệt hạ. Người tự sát đi, chỉ ít có thể lưu một cái toàn thây. Lăng Hàn cười ha ha, chỉ giết một con chó sổ loạn, có cái gì quá mức chứ? Đây chính là người tự tìm đường chết, Thiên Thanh Nguyệt hừ một tiếng, thân hình hơi động, đã xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, thò ra năm ngón tay chộp tới yết hầu của Lăng Hàn. Hắn là đế giả thiên hồn cảnh, một chảo này vừa nhanh vừa độc, có lực lượng quy tắc đáng sợ chấn động, ngay cả thiên hồn cảnh cấp bậc hoàng giả đối đầu cũng có thể áp chế trong nháy mắt, như bẻ cành khô. Lăng Hàn không chút do dự, khẽ quát một tiếng, phát động bản nguyên trùng kích, một luồng năng lượng bão táp đáng sợ từ ngực bộc phát ra. Thiên Thanh Nguyệt rõ ràng nhìn thấy bản nguyên trùng kích đáng sợ, nhưng không hề có ý muốn lùi bước, tay phải vẫn duy trì tư thế nguyên bản, gắng chống đỡ bản nguyên trùng kích. Âm, um, âm, um, âm, um, lực lượng quy tắc điên cuồng phun trào, hóa thành từng cái từng cái ký tự kinh người, lóng lánh lại dập tắt cực kỳ óng ánh lang hàn cùng thiên thanh nguyệt đồng thời bị chấn lui mấy trăm trược nhưng khoảnh khắc tiếp theo bọn họ lại giết trở về triển khai đấu đối diện kịch liệt thiên địa bị mạnh mẽ xé rách hiện ra một đoàn lại một đoàn hư không toàn bộ thế giới đều trở nên đen kịt nhưng mỗi lần hai đại đế giả giao chiến thì sẽ bắn ra ánh sáng cực kỳ trói mắt rọi sáng bầu trời tất cả mọi người xem hoa mắt thần trì chiến đấu như vậy thật bạo phát ở trên người hai tên phân hồn cảnh sao e sợ lực lượng của tiên phủ cũng chỉ như thế tám thị vệ của thiên thanh nguyệt đều tê cả ra đầu miệng mở lớn nhưng một chữ cũng phun không ra quá chấn động gia hỏa cùng thiên thanh nguyệt đánh cho bất phân thắng bại kia lại chỉ là dương hồn dương hồn có thể địch thiên hồn cái này đã là sự tình giống như đầm rồng hang hổ cũng chỉ có số rất ít siêu cấp đế giả như thiên thanh nguyệt hạ hậu thông mới có thể làm được nhưng lang hàn ngang hàng không phải thiên hồn phổ thông mà là đế giả vô thượng như thiên thanh nguyệt a quái vật quá quái vật hai đế giả đại chiến bóng người lấp lóe cho dù thiên hồn cảnh phổ thông nhìn cũng sẽ cảm thấy hoa mắt muốn nôn mửa đùng 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 có máu tươi tung tóe có của lăng hàn cũng có của thiên thanh nguyệt tám thị vệ càng ngơ ngác thiên thanh nguyệt lại bị thương siêu cấp đế giả ngông cuồng tự đại kia cũng có lúc bị thương chiến mấy trăm chiêu thân hình của hai đại đế giả ngừng lại tách ra gần hai mươi trượng đối lập lẫn nhau nhưng không có ra tay tiếp Thiên Thanh Nguyệt không ra tay, đó là bởi vì hắn càng hiểu Lăng Hàn hơn người khác, thể phách của nam nhân này quả thực mạnh đến nỗi giận sôi, bị hắn oanh mấy trăm phát cũng chỉ chảy một chút xíu huyết mà thôi. Nhưng hắn thì sao, tuy bị đả kích không có nhiều như Lăng Hàn, nhưng thể phách kém xa, trên thực tế bị thương là không nhẹ hơn Lăng Hàn. Tài chiến, hắn có thể sẽ bại, thậm chí có khả năng chết. Cái này hắn tuyệt đối sẽ không làm, mà Lăng Hàn không có ra tay, đó là bởi vì nguyên lực thần hồn của hắn tiêu hao đều rất lớn không cách nào lại vận chuyển bản nguyên trùng kích bởi vậy bọn họ chỉ đối mắt nhìn nhau thiên đại nhân lại không làm gì được người này chỉ là dương hồn mà thôi trời ạ à, tại sao có thể có biến thái như thế ta muốn điên rồi tám thị vệ đều kinh ngạc thốt lên hoàn toàn không thể tin tưởng tạm lưu ngươi một mạng ngày sau tất sẽ lấy lại thiên thanh nguyệt uy nghiêm đáng sợ nói ha ha lang hàn cười nhạo đánh nhau cùng cấp ta chém người dễ như trở bàn tay khí thế của thiên thanh nguyệt liền yếu đây là sự thực cực kỳ bắt mắt không gian trưởng thành của lăng hàn lớn hơn hắn nhưng chỉ một cái chớp mắt mà thôi sát khí của hắn lại rực cháy đối thủ đáng sợ như vậy phải sớm giết chết một chút bằng không sau này liền không có cơ hội đúng lúc này chỉ thấy một nhóm người đi tới hẻm núi cầm đầu chính là một mỹ nhân tuyệt sắc phong thái cảm động đó là trúc tuệ vân lăng hàn chạy tới nơi này tìm kiếm thiên long cốt phấn không có đạo lý những người khác sẽ không nghĩ đến cái này không phải sao Thiên Thanh Nguyệt đến, Trúc Tuệ Vân cũng tới. Thời điểm nhìn thấy Trúc Tuệ Vân, Thiên Thanh Nguyệt không khỏi thu hồi ánh mắt, hắn cũng không muốn thất thố ở trước mặt đối thủ cũ này. Trúc Tiên Tử, chính là hắn. Ở phía sau Trúc Tuệ Vân, có một thanh sam nam tử chỉ vào Lăng Hàn. Chỉ ta làm gì, Lăng Hàn nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt có chút khó chịu, hết cách rồi, vừa nãy chiến một trận, hơn nữa còn là cường địch như Thiên Thanh Nguyệt, tinh khí thần của hắn đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Nghe nói người xúc động long kiều màu đen, Trúc Tuệ Vân mở miệng, hỏi Lăng Hàn, cái gì, thiên thanh nguyệt nghẹn ngào hô, sao có thể có chuyện đó? Long kiều màu đen cũng được gọi là trí tôn thiên đạo, từ khi bách Long bí cảnh xuất hiện đến nay còn chưa có người đặt chân qua, cái này gọi là kỳ tích không thể nào làm được, chỉ có trí tôn trong thiên địa mới có thể chinh phục. Nhưng tiên vương tầng 9 cũng chỉ bình đẳng với thiên địa, như thế nào còn khả năng xuất hiện trí tôn siêu thoát thiên địa? Thiên thanh nguyệt ý thức được mình thất thố, vội vã khép miệng lại. Hắn nhìn lăng hàn, trong ánh mắt đố kỵ càng thêm rõ ràng tuy chưa hề xuất hiện nhưng thiên thanh nguyệt cũng không cho là trúc tuệ vân nhìn lầm lang hàn mạnh mẽ đến mức độ khó tin dương hồn cảnh liền có thể đối kháng mình cái này vượt xa cấp bậc đế giả có thể xúc động trí tôn thiên đạo liền hợp tình hợp lý vì sao đặc biệt như vậy không thuộc về mình thiên thanh nguyệt dùng sức nắm xong quyền của mình áp chế kích động ra tay lang hàn nhìn trúc tuệ vân một chút hắn vẫn không có tiếp xúc với nữ đế giả này hắn gật gù nói không sai Quá nhiều người thấy cảnh này, hắn không cần cố ý ẩn giấu, cũng ẩn giấu không được. Trúc Tuệ Vân gật đầu, sau đó nói, gia sư đã từng thôi diễn, nếu như trí tôn thiên đạo bị xúc động, ở trên có thể thu được đại đạo chi hoa, nói vậy Lăng Huynh hẳn có thu hoạch chứ. Con mắt của Lăng Hàn không khỏi căng thẳng, sư phụ của nữ tử này 8 phần 10 cũng là tiên vương tầng 9, chỉ ít cũng là tầng 8, bằng không không thể thôi diễn ra bí mật của thiên địa như vậy. Hắn không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười nhạt, cái này đã dính đến bí ẩn tư nhân, hắn hoàn toàn không cần phải trả lời đối phương. Ta muốn nhờ Lang Huynh bỏ đi yêu thích, bán ta 10 cây đại đạo chi hoa. Trúc Tuệ Vân nói.